Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 27. 20 phút sau, Diêu Tinh Huy đã đến nơi. Vừa nghe thấy phải đền nhiều tiền như vậy, Diêu Tinh Huy cũng vô cùng lo lắng, sòng bạc nhỏ của bọn họ không thể nào đền nhiều tiền như vậy được. Vốn dĩ tiền vốn không nhiều, hoàn toàn đều nhờ vào cho vay nặng lãi mà kiếm, kết quả lại gặp phải cao thủ, đừng nói đến vài tỷ, chỉ cần vài trăm triệu là bọn họ không thể nào trả nổi rồi. Sau khi Diêu Tinh Huy đến, giám đốc nhanh chóng báo cáo lại tình hình, sau đó chỉ về phía Tần Lâm. Diêu Tinh Huy cau mày, người này lạ quá, chưa từng gặp qua bao giờ. Ông ta để cho thuộc hạ điều tra thông tin nhưng hoàn toàn không có gì cả. Diêu Tinh Huy có chút kinh ngạc, tại sao lại tra không được, chẳng phải cậu ta đã vay tiền rồi sao? Đã cho vay tiền thì phải có thông tin ở bên trên, chẳng lẽ đến cả chứng minh nhân dân cũng không thể tra ra được sao? Sòng bạc Tinh Huy này không phải là một sòng bạc lớn gì cho cam, nhưng cũng là một nơi rất có thế lực, không khó để tìm ra thông tin của một người. Ngay cả thông tin của Liễu Tiểu Cường cũng có thể tra ra một cách chi tiết được, xem xuất thân của Liễu Tiểu Cường như thế nào, cậu ta làm em trai của người giàu nhất nước, đương nhiên thân phận cũng không hề bình thường, không ngờ bọn họ còn tra ra được, Tần Lâm là cái thá gì chứ. Đàn em nói, ông chủ Diêu, thông tin về thằng nhóc này toàn bộ đều là tuyệt mật, chúng ta không được phép xem. Cái gì? Diêu Tinh Huy cau mày, thông tin tuyệt mật chỉ dành cho người trong quân đội hoặc cảnh sát, chẳng lẽ tên nhóc này lại là người trong quân đội? Diêu Tinh Huy không dám làm bậy, ông ta bèn đi xung quanh hỏi thăm vài con bạc. Sau đó mới biết được Tần Lâm là một bác sĩ đông y. Lúc nãy khi Tần Lâm lấy kim bạc ra cắm trên bàn, anh đã nói rằng mình là một bác sĩ đông y. Diêu Tinh Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một bác sĩ đông y mà thôi. Bác sĩ đông y bầy có quan hệ gì mà lại còn hơn cả Liễu Tiểu Cường? Liễu Tiểu Cường là em trai của người giàu nhất cả nước, bọn họ vẫn có thể tra ra thông tin của cậu ta một cách dễ dàng. Thắng nhiều như thế mà muốn an toàn rời khỏi sòng bạc, e rằng cũng không phải chuyện dễ. Diêu Tinh Huy đã gọi không ít người đến để mở một cuộc họp. Không bao lâu sau, bọn họ đều giải tán, đồng thời gọi cho các con bạc đã vay tiền đến nói chuyện. Bây giờ đi cùng tôi thì số tiền này anh vẫn được cầm về, nếu như không chịu đi thì toàn bộ số tiền hôm nay chỉ là những con chip mà thôi. Các con bạc nghe vậy liền có chút sợ hãi, dù sao sòng bạc cũng có thế lực lớn, bọn họ yếu thế hơn nên cũng không dám làm loạn, chỉ đành gật đầu rồi rời đi. Từng người một đều bị thuyết phục, chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai ở phía sau Tần Lâm nữa. Những con bạc này bên ngoài có vẻ rất đoàn kết, nhưng thực chất đều là vì lợi ích cá nhân, ích kỷ, bọn họ còn không quen biết lẫn nhau thì làm sao có thể đoàn kết được đây. Diêu Tinh Huy tách từng người một ra, sau đó chỉ còn lại hai người Tần Lâm và Liễu Tiểu Cường. Liễu Tiểu Cường cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nhỏ giọng nói. Anh rể, có gì đó không đúng. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng càng ngày càng có nhiều tên côn đồ vây quanh nhìn chằm chằm về phía họ. Tần Lâm đã thắng hơn 1 tỷ chip trên bàn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chip chứ không phải tiền mặt, muốn lấy được tiền mặt thì phải đợi xong bài đổi mới được. Diêu Tinh Huy nháy mắt với chú Sương ngay lập tức hiểu ra, sau đó đặt gốc xuống rồi rời đi. Tần Lâm nhìn thấy chú Sương đi khỏi, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, xem ra bọn họ muốn ra tay rồi đây. Diêu Tinh Huy dẫn theo vài người bao vây Tần Lâm lại, ai nấy đều cầm theo một cây gậy ngắn. Đây là thành phố Ma Gao, những ông chủ sòng bạc này đều là người có lai lịch và vô cùng tàn nhẫn, vậy nên bình thường sẽ không có ai dám gây chuyện ở đây. Liễu Tiểu Cường cau mày, có chút căng thẳng, cậu ta nhẹ nhàng kéo áo Tần Lâm, sau đó lùi về sau vài bước. Anh rể, bọn họ đông lắm đấy. Tần Lâm cười nhạt, người đông thì có tác dụng gì chứ? Nói xong, Tần Lâm vẫn ngồi trên ghế, ngay lập tức xoay người lại. Đồng thời Diêu Tinh Huy cũng tiến lên phía trước, sau đó cười nói. Người anh em, thắng cũng không ít nhỉ, giở trò à. Tần Lâm cười khẩy, ông là ông chủ mà không thể chịu thua được sao? Người khác thua thì được, nhưng thắng lại bảo là giở trò. Diêu Tinh Huy cười nhạt, câu này cậu nói sai rồi, nếu như cậu thắng bình thường thì tôi sẽ thả cậu đi. Nhưng cậu lại thắng quá đậm. Đặt toàn bộ đều là con báo, cậu coi tôi là kẻ ngốc sao? Những gì Diêu Tinh Huy nói đều là thật, nếu như Tần Lâm khiêm tốn một chút thì đương nhiên anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí còn có thể chia ngày ra để kiếm,
mỗi lần thắng khoảng vài chục triệu thì sòng bạc cũng sẽ không lên tiếng làm gì. Nhưng Tần Lâm lại dùng cách tự tìm đến cái chết này, hơn nữa còn giúp những con bạc kia cùng thắng, vậy thì sòng bạc sao lại có thể đồng ý được đây? Siêu Tinh Huy nói với nụ cười trên môi. Thực ra tôi rất tò mò, rõ ràng là cậu vẫn có thể khiêm tốn mà thắng được tiền, nhưng tại sao cậu phải tỏ ra kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ cậu cho rằng Diêu Tinh Huy tôi không làm được gì cậu sao? Tần Lâm cười nhạt, nói. Ông nói đúng rồi đấy. Ông là ai tên gì, tôi không hề có hứng thú. Nhưng có một điều ông nói đúng, đó chính là ông không thể động vào tôi được. Nói xong, Tần Lâm liền đứng lên, không phải bởi vì ông không đủ tư cách, mà bởi vì ông không có thực lực. Diêu Tinh Huy cười khẩy, vậy tôi sẽ để cho cậu thấy được tôi có thực lực hay không? Nói xong, Diêu Tinh Huy rút súng nhắm vào đầu Tần Lâm, còn đám côn đồ xung quanh lại lao về phía anh. Bọn họ ít nhất có khoảng mấy chục người, nhưng Tần Lâm chỉ có hai, bọn họ hoàn toàn lấn át về số lượng. Nhưng sắc mặt Tần Lâm không chút thay đổi, đột nhiên ra tay. Tốc độ của Tần Lâm cực kỳ nhanh, cho dù đối thủ có chĩa súng vào đầu anh thì ông ta cũng sẽ không thể nào kịp phản ứng. Tần Lâm giữ chặt nòng súng, sau đó bóp mạnh. Một tiếng, rắc, vang lên, ngón tay của Diêu Tinh Huy lập tức bị gãy, sau đó Tần Lâm nắm lấy cổ tay ông ta rồi nâng lên. Tất cả mọi người đều như chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, không ai dám nhúc nhích. Cũng, nhanh quá rồi. Thân thủ này. Kỹ năng của Diêu Tinh Huy cũng không kém bất kỳ tên vệ sĩ nào, ông ta vốn là lính đặc nhiệm, cho nên ông ta vô cùng mạnh mẽ và có khả năng chiến đấu tốt. Không ngờ hôm nay lại bị Tần Lâm bắt được. Tần Lâm bóp cổ Diêu Tinh Huy, sau đó dùng một tay nhấc bổng ông ta lên. Sức mạnh đáng sợ này khiến cho những người khác phải tránh xa. Đừng động vào ông chủ của chúng tôi. Mọi người lùi về sau trước đi. Tần Lâm bóp cổ Diêu Tinh Huy với nụ cười nhạt trên môi, bình thường anh trông rất vô hại, nhưng bây giờ lại hệt như một ác quỷ. Hai tay Diêu Tinh Huy ôm lấy cổ mình, sắc mặt tím tái. Hai chân giãy giụa một cách yếu ớt. Xin cậu, tha cho tôi. Diêu Tinh Huy đã cố gắng hết sức để nói ra những lời này. Cảnh tượng này thực sự khiến cho mọi người sửng sốt. Đó chính là ông chủ của bọn họ. Ông chủ Diêu Tinh Huy của Sòng Bạc Tinh Huy. Ông ta ở thành phố Magao này cứ như một mặt trời buổi trưa vậy, vô cùng hưng thịnh, không ngờ giờ đây lại xin Tần Lâm tha mạng. Bản thân Diêu Tinh Huy cũng là một nhân vật vô cùng có thế lực. Ông ta đã trải qua không ít sóng gió, cho dù có thật sự phải động dao động kiếm vẫn chưa hề sợ hãi. Nhưng đến khi gặp Tần Lâm lại cầu xin tha mạng. Lúc Tần Lâm bóp cổ và nâng ông ta lên, bàn tay của anh giống hệt như một cái kẹp sắt lớn. Năm ngón tay bóp chặt cổ ông ta, chỉ cần dùng lực một chút là sẽ đứt lìa. Diêu Tinh Huy cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết, vậy nên ông ta mới tranh thủ lúc có kẽ hở để van xin. Tần Lâm cười khẩy, cầu xin tha mạng. Ông sợ hãi như vậy sao? Được, vậy thì tôi sẽ cho ông cơ hội. Nói xong, Tần Lâm ném Diêu Tinh Huy xuống đất. Sau khi Diêu Tinh Huy ngã trên mặt đất, ông ta ho khan vài tiếng, sau đó vội đứng dậy quay đầu lại. Chạy được vài bước liền được bảo vệ bao vây phía sau. Diêu Tinh Huy cuối cùng cũng được an toàn, sau đó hét lớn, xử nó. Tất cả mọi người cùng xông lên. Liễu Tiểu Cường đứng cạnh không nói nên lời. Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy anh rể nào ngốc nghếch như vậy, có cơ hội bắt được ông chủ nhưng lại thả ra. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào giọ sao. Cái gọi là phải bắt kẻ cầm đầu trước, nhưng bây giờ ông chủ của người ta lại được thả ra rồi, bọn họ chắc chắn sẽ xong đời. Ngay lúc những người kia xông tới, Tần Lâm đột nhiên dùng hai tay đẩy ra, sau đó giống hệt như một vận động viên bóng bầu dục, anh trực tiếp lao về phía trước. Bụp bụp bụp. Những người tiếp xúc với thân thể của Tần Lâm đều bị va đập mạnh, như thể bị va vào một con bò tót trong đám đông vậy. Một hai tên đầu tiên đã trực tiếp bị Tần Lâm đánh gục, Tần Lâm giống như đang tạo ra một con đường trong đám đông vậy, đẩy hết mọi người ra, tiến thẳng về phía Diêu Tinh Huy. Nụ cười quỷ dị lại xuất hiện, sau đó anh đưa tay ra bóp lấy cổ Diêu Tinh Huy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Diêu Tinh Huy lại tái nhợt. Hai tay nắm chặt lấy cổ tay Tần Lâm, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Tần Lâm. Một lần nữa anh bóp chặt cổ họng của Diêu Tinh Huy, tất cả mọi người đều sững sờ. Như thế này cũng quá kịch tính rồi đó. Vừa rồi Diêu Tinh Huy đã cầu xin Tần Lâm tha cho ông ta,
Kết quả sau khi được đặt xuống, ông ta lại lập tức cho người ra tay với anh, sau đó lại một lần nữa bị Tần Lâm bắt lại, tính mạng của ông ta hoàn toàn nằm trong tay anh. Siêu Tinh Huy sợ đến mức chân mềm nhũn, miệng run cầm cập. Nhân lúc Tần Lâm vừa bóp cổ, ông ta vội hét lên. Tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Tần Lâm đặt Diêu Tinh Huy xuống, sắc mặt lộ ra vẻ bông đùa. Ông nghĩ mình giỏi lắm sao? Tôi cho ông một cơ hội nữa. Nói xong, Tần Lâm lại đặt Diêu Tinh Huy xuống. Diêu Tinh Huy nắm chặt cổ tay Tần Lâm ho khan, quỳ xuống mặt đất được nửa phút liền quay lưng chạy nhanh vào trong. Ông ta chạy vào phòng VIP rồi đóng cửa khóa chốt lại, sau đó đứng nhìn ra từ cửa sổ, lấy ra bộ đàm rồi lạnh lùng nói. Giết nó đi, giết nó cho tao. Tần Lâm này thực sự là một uy hiếp cực lớn với ông ta, bao nhiêu người vây quanh như vậy vẫn có thể bắt được Diêu Tinh Huy, người có thân thủ như thế thật sự quá mạnh mẽ, mấy chục bảo vệ cũng không làm gì được anh, loại người này đúng thật là quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ Diêu Tinh Huy đã an toàn rồi, ông ta đang ở trong phòng VIP quan sát, xung quanh đều là kính chống đạn, cho dù có bị Gatling bắn thì cũng phải mất 3 đến 5 phút, người bình thường không thể nào phá vỡ được. Diêu Tinh Huy ở trong căn phòng này lại có cảm giác an toàn tuyệt đối, ông ta hận không thể trực tiếp xông ra kia giết chết Tần Lâm. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng mệnh lệnh này lại không có hiệu quả, sau khi ra lệnh, các vệ sĩ vẫn luôn bất động. Làm gì thế, các người làm gì thế hả, con mẹ mày bị ngu hết rồi sao? Cho dù Diêu Tinh Huy có hét lên như thế nào thì đám vệ sĩ kia vẫn không hề nhúc nhích. Đùa đấy à, mạnh như Tần Lâm thế kia thì ai dám xông lên chứ? Anh có thể giết người bằng tay không? Một người đàn ông to lớn mạnh khỏe như Diêu Tinh Huy còn bị anh nhấc bổng lên được, mười mấy tên vệ sĩ cũng đều bị đánh bay, bọn họ xông lên để tìm đến cái chết hay gì? Tuy vệ sĩ cũng là tay chân côn đồ của ông ta, nhưng cũng không thể nào liều chết được. Đặc biệt là ông chủ vẫn còn trốn trong phòng, để bọn họ tìm đến cái chết như thế này thật quá vô nhân đạo rồi. Nhìn thấy mọi người không hề động đậy, sắc mặt Diêu Tinh Huy bỗng trở nên khó coi. Nhưng may là ông ta đã được an toàn ở bên trong. Tần Lâm cười nhạt, sau đó tiến đến chỗ kính chống đạn. Diêu Tinh Huy đứng bên trong cười khẩy một tiếng, sau đó lấy bộ đàm ra nói. Thằng nhóc, mày đừng vui mừng quá sớm, cũng có một ngày tao sẽ trả được mối hận ngày hôm nay. Kính chống đạn cực dày, nếu không có bộ đàm thì không thể nghe thấy bên trong nói gì. Một tên vệ sĩ tháo tai nghe ra, sau đó tiến đến chỗ Tần Lâm, có chút run rẩy. Đây, ông chủ chúng tôi nói, anh đừng có vui mừng quá sớm. Tên vệ sĩ còn chưa kịp nói xong, bỗng Tần Lâm đưa tay lên rồi nói. Không cần nhắc lại, tôi sẽ tự vào trong hỏi ông ta. Vừa dứt lời, Tần Lâm liền đá về phía kính chống đạn. Rắc, anh đá vào kính chống đạn như thể đá vào hàng rào kim loại, một tiếng nổ lớn đinh tai vang lên, sau đó trên mặt kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tần Lâm trực tiếp đá thêm một cái nữa để tạo thành lỗ hổng. Vệ sĩ đứng xung quanh đều giật mình, Diêu Tinh Huy ở bên trong sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống mặt đất, ngơ người ra, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ không thể nào tin được. Liễu Tiểu Cường cũng vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Anh rể ngầu quá đi. Vốn tưởng rằng anh rể chỉ là một bác sĩ đông y bình thường, nhưng không ngờ lại giỏi cờ bạc đến như vậy, thân thủ cũng vô cùng lợi hại, có một anh rể thế này thì quá tuyệt rồi. Sau khi đá thành một lỗ trên kính chống đạn, Tần Lâm liền dùng hai tay bẻ hai mảnh kính chống đạn ở hai bên ra. Cảnh tượng này lại làm cho mọi người sững sờ. Đương nhiên, nếu bọn họ đã từng thấy qua Tần Lâm chặn tàu lửa bằng tay không thì lại cảm thấy cảnh tượng này không quá lợi hại. Sau khi vào phòng, Tần Lâm tiến đến chỗ Diêu Tinh Huy, nhìn ông ta với vẻ khinh thường, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ông có muốn tôi cho ông cơ hội không? Chân Diêu Tinh Huy mềm nhũn ra. Đột nhiên quần ông ta nóng lên, rồi một dòng nước nóng hôi thối bỗng chảy ra từ đáy quần. Liễu Tiểu Cường cảm thấy không nói nên lời. Như vậy mà còn đòi mở sòng bạc sao? Anh rể, tha cho mạng chó ông ta đi, đừng làm bẩn tay anh. Tần Lâm cười đáp, dù sao tôi cũng ở đây để cứu cậu, vậy cậu quyết định đi. Siêu Tinh Huy nghe thấy liền quỳ xuống mặt đất. Tôi sai rồi, tôi không cần tiền nữa, xin hai vị cho tôi một con đường sống. Liễu Tiểu Cường cười khẩy, biết sớm thì đâu có ngày hôm nay. Lấy hợp đồng ra đây, tôi sẽ cho ông một con đường sống. Siêu Tinh Huy đâu dám chậm trễ, vội vàng lấy hợp đồng ra,
xé ngay trước mặt bọn họ. Hai vị đại ca, chỗ chip bạc này, sòng bạc của chúng tôi không có nhiều tiền đến vậy, kho tiền ở bên trong, có bao nhiêu thì hai vị có thể lấy bấy nhiêu. Liễu Tiểu Cường cười khẩy, ông đây thiếu chút tiền đấy sao? Cho mấy người nợ đấy. Nói xong, hai người liền rời khỏi sòng bạc. Liễu Tiểu Cường là thiếu gia nhà giàu, trong nhà có tiền, còn có chị gái là người giàu nhất cả nước, đương nhiên sẽ không thiếu tí tiền kia, cậu ta chỉ muốn chơi cho vui thôi. Trên đường đi về, Liễu Tiểu Cường tôn sùng Tần Lâm vô cùng, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Tần Lâm dập đầu bái sư. Hai người gọi điện bảo mình đã an toàn rồi lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Liễu Tiểu Cường như cái loa phường, thao thao bất tuyệt, nói chuyện liên tục với Tần Lâm. Anh rể, sao anh quen được chị em vậy? Anh rể giỏi như vậy, anh có phải truyền nhân của vua cờ bạc không? Anh rể, em thấy anh còn biết công phu, anh có thể dạy em mấy chiêu không? Trong giây lát, cậu em vợ lúc trước còn khinh thường Tần Lâm, nay đã trở thành một tên đàn em trung thành, thái độ nói chuyện vô cùng cung kính, suýt nữa còn rót nước bưng trà cho Tần Lâm. Nói chuyện một hồi, thấy Tần Lâm không quan tâm đến mình, Liễu Tiểu Cường cũng thấy tự mình nói tự mình nghe thì chán quá, đành dừng nói vậy. Vừa nằm xuống, mắt Liễu Tiểu Cường đột nhiên sáng lên, kéo Tần Lâm rồi nói. Anh rể, anh xem, ở kia có mỹ nữ kìa. Tần Lâm nhìn về phía mà Liễu Tiểu Cường đang nhìn, đúng thật là có cô gái với đôi chân dài ngồi ở đó, có điều Tần Lâm không có hứng, liền nói. Trên máy bay đâu thiếu gì mấy cô gái xinh đẹp, tiếp viên hàng không ai ai cũng là mỹ nữ đấy thôi. Liễu Tiểu Cường lại vô cùng hứng thú, cậu ta nói với Tần Lâm. Anh rể, người này không giống vậy, là người mẫu đó. Tần Lâm bĩu môi, tên Liễu Tiểu Cường này là phú nhị đại siêu cấp, bên cạnh cậu ta đâu thiếu gì gái xinh, có thể khiến cậu ta hưng phấn như vậy thì có vẻ như cô gái này cũng không tầm thường. Có điều Tần Lâm cũng không có hứng lắm, anh dựa vào ghế, chuẩn bị chợp mắt một lúc. Liễu Tiểu Cường bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa, ngắm mỹ nữ vốn là chủ đề để giao lưu giữa mấy thằng đàn ông, có điều Tần Lâm là anh rể mình, nếu như đưa anh đi làm loạn, thì đúng là có lỗi với chị mình. Liễu Tiểu Cường lấy điện thoại ra, vội vàng tra thông tin, vừa tra vừa nói với Tần Lâm. Anh rể, cô gái này là siêu mẫu, hoa hậu thế giới, tên là Thái Thái, cao 1m79, nặng 57 cân rưỡi, số đo 3 vòng là 90, 60. 90, ui chuẩn quá. Còn xinh hơn chị em ấy chứ. Nghe đến đây, Tần Lâm suýt nữa bật cười. Đâu ra cậu em trai như cậu. Liễu Tiểu Cường nói, lời em nói là thật mà, anh xem, chị em mặc dù từng lên tạp chí thế giới, tất cả mọi người đều bảo chị em xinh đẹp, nhưng đó là vì chị em là người giàu nhất cả nước, hơn nữa cũng xinh đẹp nên mới trở thành người nổi tiếng thế giới. Nhưng Thái Thái này là dựa vào nhan sắc mới trở thành hoa hậu thế giới. Hơn nữa còn được lên tạp chí Vogue, anh có hiểu điều này có nghĩa là gì không? Tần Lâm lắc đầu, không hiểu. Liễu Tiểu Cường cạn lời, liếc mắt, thở dài ngao ngán, anh rể đúng là không hiểu phong tình, không được, em phải đi làm quen. Máy bay đã bay lên trời, sau khi ổn định, Liễu Tiểu Cường cởi đai an toàn ra, đi đến trước mặt bắt chuyện. Tần Lâm ở sau cũng không ngủ, mà muốn hít Dreamer. Liễu Tiểu Cường đi lên phía trước, cúi người xuống. Tỏ vẻ lịch sự. Xin chào, cô là Thái Thái phải không? Thái Thái cởi kính râm xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào. Đúng vậy, anh là. Liễu Tiểu Cường vội vàng lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Thái Thái. Xin chào, tôi là Phó Tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự của Mỹ Phẩm Tầng Vân. Tôi tên là Liễu Tiểu Cường, là fan của cô, mấy cuộc thi sắc đẹp của cô tôi đều xem qua rồi. Thái Thái cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy mà là Phó Tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự của Mỹ Phẩm Tầng Vân, hơn nữa cũng họ Liễu, có vẻ như là em trai hoặc là họ hàng của Liễu Thanh Thanh. Liễu Tiểu Cường ngày thường đi tán gái nên chuẩn bị biển hiệu như vậy, thường thì sau khi lộ ra thân phận, nhiều em gái sẽ chủ động nhào vào lòng cậu ta hơn. Nhưng Thái Thái không như vậy, Thái Thái vốn là người mẫu nổi tiếng, làm trong ngành này nên thường xuyên gặp mấy anh công tử nhà giàu. Thậm chí lúc trước cũng từng gặp Tiết Đại Lâm cũng khá thích cô ấy. Nhưng cô ấy hiểu, mấy anh công tử này chỉ thích chơi đùa mà thôi, chẳng có ai thật lòng, theo đuổi con gái mà không có thành ý gì cả, chỉ dựa vào tiền mà thôi. Vậy nên Thái Thái khá phản cảm với mấy tên thiếu gia nhà giàu, cho dù có là Mỹ Phẩm Tầng Vân, cô ấy cũng chẳng thích.
Sau khi cầm danh thiếp của Liễu Tiểu Cường, Thái Thái đeo kính râm lên, tỏ vẻ muốn tiễn khách. Liễu Tiểu Cường có hơi ngại ngùng, đột nhiên cậu ta nói. Thái Thái, sao mặt bên này của cô hơi sưng vậy? Thái Thái sững sờ, á, lại sưng rồi. Thái Thái sờ quai hàm phải của mình, sắc mặt chợt thay đổi. Thái Thái là người mẫu nổi tiếng, nên rất cẩn thận với mặt mình, hơi sưng một chút đã để ý lắm rồi. Thái Thái nói với trợ lý ở bên cạnh nói, lấy thuốc cho tôi đi, nhanh lên. Cô trợ lý bên cạnh của Thái Thái thường hay chăm sóc cuộc sống thường ngày của Thái Thái nên đương nhiên sẽ biết Thái Thái bị bệnh gì. Lục túi một lúc, sắc mặt cô ấy xám xịt lại. Chết rồi, tôi để thuốc trong vali rồi, mà vali ra đang được vận chuyển. Bay tổng cộng 2 tiếng, trợ lý không ngờ Thái Thái sẽ phát bệnh, vậy nên để thuốc ở trong ấy. Sắc mặt Thái Thái lập tức tái mét, hô hấp khó khăn, môi tím tái lại. Liễu Tiểu Cường sợ giật mình, tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không mau lại đây. Mấy tiếp viên hàng không nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy đến, xong kiểm tra kỹ một hồi nhưng bọn họ cũng không biết xử lý thế nào. Bác sĩ, có bác sĩ ở đây không, xin giúp với. Liễu Tiểu Cường vội vàng hét lớn, anh rể tôi là bác sĩ, để anh rể tôi khám. Tần Lâm đứng dậy, cho dù Liễu Tiểu Cường không gọi anh cũng chuẩn bị đi giúp. Dù sao ở nơi như máy bay này mà xảy ra bệnh bộc phát nặng thì phiền lắm. Tuy nhiên Tần Lâm vừa đứng dậy thì một người đàn ông trung niên đeo kính cũng đứng dậy. Tôi là chuyên gia khoa hô hấp, để tôi khám. Tần Lâm cũng không nói gì, bèn đi sau ông ta qua đó. Người đàn ông trung niên tiến lên hỏi. Cô ấy gặp vấn đề gì? Trợ lý hơi cảnh giác, ông có giấy chứng nhận không? Người đàn ông lấy điện thoại ra. Lướt album ảnh trong máy tìm được một bức ảnh chứng nhận là bác sĩ chủ nhiệm. Đây là giấy chứng nhận bác sĩ chủ nhiệm của tôi tên là Lưu Đại Lộ, là bác sĩ Bệnh viện Nhân dân thành phố Ma Gao. Trợ lý gật đầu, xong mới nói với ông ta. Thái thái của chúng tôi mắc một chứng bệnh tên là u nang tuyến mang tai ngắt quãng, một khi phát tác, hô hấp của cô ấy cũng gặp khó khăn. Lưu Đại Lộ nhíu mày, tại sao không làm phẫu thuật? Lưu Đại Lộ cũng từng gặp chứng bệnh này rồi. Là chuyên gia của khoa hô hấp, ông ta cũng có chút kinh nghiệm trên phương diện này. Cách đơn giản nhất để chữa bệnh này là làm phẫu thuật, sau khi cắt bỏ khối u nang ở tuyến nước bọt thì sẽ khỏi. Thái Thái là người mẫu nổi tiếng, có nhiều tiền, sao lại không làm phẫu thuật? Thái Thái nén đau, mở mắt nói. Không được, làm phẫu thuật sẽ để lại sẹo, như thế thì sự nghiệp của tôi cũng không còn. Năm nay Thái Thái 23 tuổi, sự nghiệp mới trên đà đi lên. Vừa được mệnh danh là người mẫu nổi tiếng nhất thế giới, nếu như lúc này mặt lại có sẹo, vậy con đường làm người mẫu của cô ấy cũng sẽ kết thúc. Lưu Đại Lộ nhíu mày, đã là lúc nào rồi còn lo nghĩ đến công việc quan trọng hay tính mạng quan trọng. Thôi vậy, dù sao tôi cũng không thể làm phẫu thuật cho cô trên máy bay được, thế này đi, tôi cắt một đường đơn giản dưới cằm cô, trước tiên phải lấy máu bầm ra, sau này cô có thể đến bệnh viện tự làm phẫu thuật. Không được, không được. Trợ lý và Thái Thái cùng lúc nói không được, nếu như cắt một đường dưới cằm thì chẳng khác gì lấy luôn mạng của Thái Thái. Trợ lý cũng nói, dùng cách khác được không, có kim tiêm không, dùng kim tiêm để hút dịch ra được không? Lưu Đại Lộ nhíu mày nói, nếu như có kim tiêm thì tôi đã dùng từ lâu rồi, mặc dù tôi là bác sĩ nhưng không phải lúc nào cũng đem kim tiêm theo người. Bây giờ không có cách nào khác, nhất định phải cắt một đường ở chỗ cằm, sẽ không quá ảnh hưởng đến cô. Hơn nữa sớm muộn gì cô cũng phải làm phẫu thuật, nếu làm phẫu thuật thì vẫn phải động đến dao kéo, tốt nhất mấy người nên nhanh lên, nếu không càng kéo dài thời gian, miệng vết thương phải cắt sẽ càng lớn. Thái Thái sốt ruột đến mức bật khóc, từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô ấy cũng từng là đứa trẻ nghèo khổ, khó khăn lắm mới có sự nghiệp, vừa mới kiếm được tiền, kết quả đã phải kết thúc sự nghiệp. Hơn nữa Thái Thái rất thích công việc này, con gái ai cũng yêu cái đẹp. Cho dù là một vết sẹo nhỏ thì cô ấy cũng không muốn có. Thấy mọi người đang đứng đờ người ở đây, Tần Lâm liền nói. Không cần dùng dao, để tôi làm đi. Nói xong, Tần Lâm đứng dậy. Lưu Đại Lộ nhíu mày, quan điểm của bản thân bị người khác phản bác, đương nhiên sẽ không vui. Cậu là ai, đến từ bệnh viện nào? Tần Lâm nói, tôi là bác sĩ đông y, tự mình mở phòng khám. Lưu Đại Lộ cười khẩy một tiếng, đông y. Chữa bệnh cấp tính là sở trường của đông y mấy người à?
Cậu đừng đứng ở đây làm loạn nữa. Lời Lưu Đại Lộ cũng có lý, nếu so sánh, Tây y giỏi chữa bệnh cấp tính hơn Đông y. Bởi vì Tây y bọn họ dùng khá nhiều máy móc, cơ bản có thể giải quyết được phần ngọn các bệnh cấp tính. Còn Đông y thiên về chữa trị tận gốc, vậy nên không quá giỏi về chữa các bệnh cấp tính. Nhưng Tần Lâm không phải là mấy tên bảo thủ chỉ biết Đông y, Diệp Hiên Viên năm đó khi chỉ dạy Tần Lâm, dù là tinh túy của Tây y hay Đông y thì Tần Lâm cũng đều được học. Y thuật không phân quốc gia, cũng không phân cao thấp, có thể chữa khỏi bệnh thì đều là phương pháp tốt. Lưu Đại Lộ vẫn kiên quyết phải dùng dao, Tần Lâm nhíu mày. Tôi bảo rồi, không cần dùng dao vẫn có thể chữa, tránh ra. Lưu Đại Lộ lạnh lùng hừ một tiếng, không dùng dao thì chữa thế nào? Cậu ở đây nói linh ta linh tinh cái gì thế? Cậu có giấy phép hành nghề y không? Lấy ra cho tôi xem. Trợ lý cũng nhíu mày, mặt đầy hoài nghi nhìn Tần Lâm. Ở nơi xa lạ, nếu để bác sĩ chữa bệnh thì nhất định phải xem bác sĩ đó có giấy phép hành nghề không. Tần Lâm trẻ như vậy, hơn nữa còn chưa có giấy phép hành nghề, rất khó để người khác tin tưởng. Tần Lâm nói, tôi chữa bệnh không cần giấy phép hành nghề y. Nói xong, Tần Lâm cúi đầu nhìn Thái Thái nói. Tôi cũng không ép cô, tôi có phương pháp có thể không dùng dao, nếu cô cần thì tôi sẽ chữa cho cô, nếu không thì tôi về chỗ. Thái Thái mím môi, vội vàng gật đầu. Tôi cần, bác sĩ, giúp tôi với. Thái Thái đã nói như vậy, trợ lý cũng không có cách nào khác, gật đầu với Tần Lâm, ý bảo anh có thể ra tay rồi. Lưu Đại Lộ lạnh lùng hừ một tiếng, đứng bên cạnh, khó chịu mà nói. Bây giờ không có kim tiêm, chỉ có thể dùng dao, tôi xem cậu ta không dùng dao thì làm thế nào để lấy dịch tích tụ ra. Tần Lâm nhìn tiếp viên hàng không đứng bên cạnh, may mà trong túi cô ấy có một chiếc bút. Tôi mượn bút của cô một chút. Tiếp viên hàng không vội vàng đưa bút. Tần Lâm vặn chiếc bút bi ra, vứt ruột bút ra, chỉ còn lại vỏ bút, sau đó, quay đầu Thái Thái lại, đâm vào sau tai cô ấy. Thổi phù một cái. Chiếc vỏ bút bi đâm vào. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Lưu Đại Lộ hét lớn, cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi à? Chiếc vỏ bút bi không phải là kim tiêm, vật này vừa thô vừa không sắc bén, khó có thể đâm vào da. Hơn nữa lại không hợp vệ sinh, chưa được tiêu trùng, rất dễ gây nhiễm trùng. Tần Lâm đâm như thế chắc phải là mưu sát sao? Trợ lý sợ hết hồn, nhưng thấy Thái Thái hình như không sao. Hai giây sau, một dòng dịch màu vàng chảy qua vỏ bút, từng giọt một nhỏ xuống. Vết sưng đỏ trên quai hàm Thái Thái cũng dần biến mất. Có đau không? Trợ lý hỏi. Thái Thái lắc đầu, không có cảm giác gì. Mọi người đều kinh ngạc. Vừa nãy Tần Lâm dùng lực lớn như dùng dao giết người vậy, hơn nữa vỏ bút bi cùn như thế mà có thể đâm xuyên qua da người thì phải dùng lực lớn thế nào chứ? Dùng lực lớn như vậy mà không đau, đúng là kỳ lạ mà. Mặt Tần Lâm lạnh như tiền, phương pháp của anh đâu phải là thứ mà người thường có thể hiểu. Anh ấn vào huyệt vị của Thái Thái, mặc dù dùng lực rất lớn nhưng không khiến người ta cảm thấy đau. Hơn nữa miệng vết thương rất bé, lại ở sau tai. Không hề ảnh hưởng đến mỹ quan, đây chính là phương pháp tốt nhất với phái nữ. Hơn một phút sau, dịch tích tụ đã chảy hết sạch ra ngoài. Tần Lâm rút vỏ bút ra, sau đó rút ra mấy cây kim bạc, hỏi tiếp viên hàng không có nước sôi không, sau khi tiêu trùng khử độc kim bạc, liền đâm vào sau tai Thái Thái. Kim này khiến Thái Thái đau đến nghiến răng nghiến lợi, lúc trước dùng vỏ bút đâm vào da thì không đau như vậy. Nhịn đau một chút, kim này để khử trùng. Thái Thái nghiến răng, gật đầu. Bởi vì kim đâm vào nên hơi nảy lên, mấy giây sau kim bạc được rút ra. Thái Thái thở dài một hơi. Cảm giác choáng váng cũng không còn nữa. Ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, ánh mắt lộ ra sự cảm kích. Bác sĩ, cảm ơn anh. Anh đúng là không cần dùng dao. Tần Lâm gật đầu, không cần, nếu như cô cần gấp, tôi cũng có thể làm phẫu thuật trên máy bay cho cô. Thái Thái sững sờ, bây giờ. Trên máy bay sao, thật á? Tần Lâm nhìn đồng hồ, mười mấy phút là xong ngay thôi. Thái Thái gật đầu, vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Lưu Đại Lộ đột nhiên nhíu mày nói. Không được, đừng có làm bừa như vậy, cấp cứu là cấp cứu, phẫu thuật là phẫu thuật, sao có thể làm phẫu thuật lúc này được? Cậu đang xem mạng người như cỏ rác à? Những người khác cũng thấy không thích hợp lắm, đặc biệt là trợ lý của Thái Thái. Trong máy bay không có cả cồn, tồn tại quá nhiều vi khuẩn,
nếu phẫu thuật liệu có mạo hiểm quá không? Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù chúng tôi không phải là bác sĩ, nhưng cũng biết phẫu thuật bắt buộc phải được khử trùng và có đèn khử khuẩn, nếu không sẽ có rất nhiều vi khuẩn. Đúng vậy, khử trùng bằng cồn là điều cơ bản nhất, ở trên máy bay này có rượu trắng, nhưng lại không có cồn. Không chỉ cồn, dao mổ, kéo, kim khâu, bông cồn cũng chẳng có luôn, căn bản không thể phẫu thuật. Tôi nghĩ cũng không phải vội, đợi xuống máy bay có điều kiện thì hãy tiến hành phẫu thuật. Một đám người ngoài ngành bàn tán xôn xao, phương pháp vừa rồi của Tần Lâm quả thật rất lợi hại, bọn họ chưa từng thấy bao giờ, nhưng nếu nói về phẫu thuật thì ai chẳng từng thấy trên TV chứ, phẫu thuật trên máy bay chỉ là cảnh trong phim thôi. Thái Thái cũng nhíu mày do dự, ngẩng đầu nhìn Tần Lâm hỏi. Bác sĩ, có gấp không? Thái Thái rất tin tưởng Tần Lâm, vừa rồi cô ấy đã sắp rơi vào hôn mê rồi, nếu không có Tần Lâm giúp đỡ thì e là cô ấy đã ngất đi. Tần Lâm nhìn Thái Thái nói. Không vội, tôi có thể tiến hành phẫu thuật cho cô bất cứ lúc nào, nhưng vừa rồi khi tôi loại bỏ dịch tích tụ ra ngoài có để lại một vết thương, giờ vẫn chưa lành lại, nếu có thể phẫu thuật thì giờ tiến hành luôn, rồi băng lại vết thương đó, như vậy, vết sẹo sẽ rất nhỏ, gần như không nhìn thấy gì. Tần Lâm nói vậy khiến Thái Thái sững sờ giây lát, chỉ vào sau tai mình nói. Ý của anh là tiến hành phẫu thuật ở sau tai. Linh tinh. Không đợi Tần Lâm nói, Lưu Đại Lộ đã thẳng thắn phản đối. Điều này quá hoang đường, phẫu thuật sau tai có rủi ro rất cao. Vị trí của u nang nằm trên má, mà lại tiến hành phẫu thuật ở sau tai, khoảng cách tương đối xa, độ khó rất cao, bắt buộc phải thực hiện dưới điều kiện có thiết bị hiện đại và gây mê toàn thân. Với tình hình hiện giờ anh không thể hoàn thành cuộc phẫu thuật. Nghe Lưu Đại Lộ nói vậy, sắc mặt cô trợ lý của Thái Thái cũng thay đổi, những hành khách xung quanh cũng chau mày. Mặc dù bọn họ không biết nhiều về y học, nhưng những gì Lưu Đại Lộ nói đều vô cùng dễ hiểu, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, quả thật là quá khó, lại cứ phải tiến hành trên máy bay, điều này buồn cười quá đi mất. Trợ lý lắc đầu nói, cho dù có để lại sẹo thì cũng tốt hơn là rơi vào nguy hiểm như vậy. Cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi vẫn nên dùng biện pháp an toàn hơn. Tất cả mọi người đều không tin tưởng Tần Lâm lắm, chỉ riêng Thái Thái do dự chốc lát rồi nói với Tần Lâm. Anh Tần, anh có chắc không? Tần Lâm cười nhạt nói. Đầu tiên, tôi sẽ không mổ ở phía sau tai nữa, vết mổ vừa rồi đã đủ rồi. Thứ hai, tôi tiến hành phẫu thuật rất nhanh, không cần phải gây mê. Còn về việc khử trùng, tôi sẽ tự có cách. Lời nói của Tần Lâm khiến Lưu Đại Lộ càng thêm nghi ngờ hơn. Không mổ, chỉ với lỗ nhỏ như vật mà anh có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u nang à. Anh đừng có mà khoác lác nữa. Lưu Đại Lộ đã bị Tần Lâm làm cho tức chết rồi, nếu có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u nang chỉ với lỗ nhỏ như vậy, thì bao nhiêu năm học Tây y của bọn họ chẳng phải là vô ích rồi à. Tần Lâm cười khinh bỉ, ông không biết, chỉ là vì chưa đạt đến trình độ đó thôi. Cả tầm hiểu biết của ông không chưa đến. Mặc dù Lưu Đại Lộ là chuyên gia, nhưng chỉ giới hạn trong lĩnh vực của ông ta căn bản không biết người của lĩnh vực khác có thể tài giỏi đến mức độ nào. Cậu, lời nói của Tần Lâm đã giáng một đòn mạnh vào Lưu Đại Lộ, khiến ông ta tức không nói nên lời. Lưu Đại Lộ nghiến răng nghiến lợi, đứng bên cạnh Tần Lâm trừng mắt như muốn nói, để tôi chống mắt lên xem cậu sẽ chữa trị như thế nào. Thái Thái do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, nhìn Tần Lâm nói. Tôi tin anh. Tần Lâm lấy ra một cây kim lưỡi hơi dày đâm vào sau tai Thái Thái. Cây kim bạc này trở thành công cụ tìm đường cho Tần Lâm, cũng là dao phẫu thuật của Tần Lâm. Thấy thao tác đó của Tần Lâm, Lưu Đại Lộ lắc đầu, gương mặt tràn đầy thất vọng. Phương pháp này quá vớ vẩn, chắc chắn không thể phẫu thuật thành công. U nang giống khối u, sợ nhất là để lan ra. Cho dù phẫu thuật thực sự thì cũng yêu cầu rất cao về tay nghề của bác sĩ. Đầu tiên là phải hiểu rõ về vị trí u nang này của Thái Thái vốn dĩ chưa được chụp chiếu, nên Tần Lâm không thấy cũng không biết vị trí của u nang. Nếu cứ đâm đầu vào cắt bỏ, một khi cắt vỡ u nang thì sẽ khiến dịch tích tụ ở u nang lan ra toàn má, đến lúc đó sẽ nhiễm trùng diện rộng, cực kỳ khó xử lý. Tần Lâm làm như vậy, chắc chắn sẽ thất bại. Thế nhưng... cây kim của Tần Lâm sau khi đâm vào, lưỡi kim cũng theo sát đó, hai tay của anh không ngừng cử động về phía sau tai, giống như dùng đũa tìm kiếm vậy. Đột nhiên, Tần Lâm dường như đã đâm vào một thứ gì đó.
tay phải dừng lại, tay trái từ từ di chuyển. Sau đó Tần Lâm buông tay phải ra, cây kim đó cũng treo trên không trung, trông giống như đã đâm phải một thứ gì đó. Tần Lâm nói, giờ tôi cần phải tháo khớp cằm của cô ra, hơi đau đấy, cô nhịn một chút nhé. Thái Thái không dám gật đầu, cũng không dám nói gì, chỉ nhìn sang Tần Lâm bày tỏ đồng ý. Thực ra Tần Lâm cũng không cho cô cơ hội động đậy, anh thẳng tay bóp chặt cằm cô, rắc một tiếng, chiếc cằm đã bị chật khớp. Cằm của Thái Thái bỗng dưng mất đi cảm giác. Sau khi chật khớp, các cơ của cả cằm đã bị kéo dài, xuất hiện một khối phồng nhỏ ở răng hàm dưới. Lưu Đại Lộ lập tức ngạc nhiên, đó là vị trí u nang. Ông ta không khỏi kêu lên cảm thán, bởi vì tay nghề quả thật quá tuyệt vời. Bởi vì chưa chụp CT nên không thể phán đoán vị trí của u nang, nhưng Tần Lâm đã làm chật khớp cằm của bệnh nhân. Kéo căng ra, lập tức nhìn thấy chút dấu vết. Việc làm chật khớp cằm không hề khó đối với các bác sĩ, nhưng đó thường là việc của khoa chỉnh hình hoặc răng hàm. Lưu Đại Lộ là chuyên gia khoa hô hấp không hề nghĩ đến điểm này. Đầu óc của Tần Lâm cấu tạo thế nào vậy, sao lại nghĩ ra được phương pháp tuyệt diệu này? Lưu Đại Lộ kích động đến mức muốn vỗ đùi nhưng lại kìm nén lại, vì sợ cử động nhỏ của mình sẽ ảnh hưởng đến Tần Lâm. Đã xác định được vị trí của u nang, Tần Lâm dùng một tay nhẹ nhàng chạm đến vị trí của u nang, tay kia cầm lưỡi kim tiến hành cắt bỏ. Cằm của Thái Thái đã bị chật khớp rồi, không thể cảm nhận được gì, giống như đã được gây mê. Khi cuộc phẫu thuật đang diễn ra vô cùng thuận lợi, nữ tiếp viên hàng không đột nhiên nói trên loa. Hành khách thân mến, máy bay gặp nhiễu loạn không khí, mong tất cả hành khách hãy ngồi vào vị trí của mình, thắt chặt dây an toàn, gấp bàn nhỏ lại, cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Câu nói của nữ tiếp viên hàng không khiến mọi người chết lặng. Gặp phải nhiễu loạn không khí sao? Sao có thể được chứ? Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại. Đây là đang ở trên máy bay chứ không phải trên mặt đất bằng phẳng, nếu ở trên mặt đất, may ra mới có thể hoàn thành thao tác này một cách chính xác. Nhưng máy bay khi gặp nhiễu loạn không khí thì sẽ rung lắc dữ dội, hai cây kim này vẫn đang ở trong tay người ta đó. Thái Thái lúc này vẫn đang trong trạng thái cằm bị lệch, cô sợ hãi trợn to mắt. Nhìn Tần Lâm với ánh mắt tràn đầy thắc mắc, dường như muốn hỏi phải làm thế nào. Trợ lý cũng chết lặng, bác sĩ, làm thế nào đây? Hay là dừng trước đã, như vậy nguy hiểm quá. Lưu Đại Lộ vội vàng nói, đúng vậy, trong khoang miệng có rất nhiều động mạch, không nên liều lĩnh như vậy, mau dừng lại đi. Bây giờ Lưu Đại Lộ cũng không nhằm vào Tần Lâm nữa, chủ yếu là bởi ảnh hưởng của nhiễu loạn không khí thực sự rất lớn. Các ca phẫu thuật thông thường đều đòi hỏi tay bác sĩ không được run, chứ đừng nói đến trong tình huống gặp nhiễu loạn không khí này. Bác sĩ, dừng tay đi, mau ngồi về chỗ. Đúng vậy, tiếp viên hàng không đã nói là sắp gặp nhiễu loạn không khí rồi. Lỡ như anh chẳng may đâm trúng lưỡi người to thì gay gâu đấy. Mọi người thi nhau nói vừa ngồi về chỗ mình. Ngay khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi, Tần Lâm đột nhiên cử động hai kim châm, và lấy ra một khối u nang nguyên vẹn như một quả bóng nước to bằng ngón tay út, thả vào lòng bàn tay. Sau đó, Tần Lâm nâng cằm Thái Thái lên và chỉnh lại khớp cằm cho cô ấy. Trong giây tiếp theo, máy bay bỗng bắt đầu rung lắc. A! Thái Thái hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy eo Tần Lâm, sau đó, máy bay rung lắc dữ dội. Nhân đợt rung lắc này, Tần Lâm di chuyển lưỡi châm theo chiều ngang, nhanh chóng, làm sạch, ở sau tai Thái Thái. Nói là làm sạch, nhưng thực tế là cạo gió. Thái Thái cảm nhận được cơn đau sau tai mà nhe răng trợn mắt, rít lên một tiếng. Cố chịu một chút, sắp xong rồi. Lưu Đại Lộ ngồi ở ghế mình quay đầu lại nhìn Tần Lâm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cạo gió khử trùng. Đúng vậy, cạo gió trong đông y quả thật có thể khử trùng, nhưng các điều kiện yêu cầu đương đối khắt khe. Đầu tiên, cần có một vùng da rộng, ví dụ như vùng lưng và ngực. Thứ hai, cần có tấm cạo gió, yêu cầu về dụng cụ cũng rất nghiêm ngặt. Còn cạo gió bằng lưỡi kim giống như Tần Lâm chính là thao tác của thần rồi. Ngay cả ở trong phòng phẫu thuật ổn định thì cũng gần như khó hoàn thành, huống chi trong hoàn cảnh lắc lư như này. Bệnh nhân ngồi trên chiếc ghế máy bay vô cùng khó điều chỉnh, Tần Lâm đứng đó, dùng đèn học mờ mờ để thực hiện ca phẫu thuật, đồng thời tiến hành cạo gió khử độc bằng chiếc lưỡi kim. Sau một loạt thao tác này, có thể thấy Tần Lâm không phải là một bác sĩ gà mờ tầm thường, mà là một đại sư. Được rồi, băng gạc.
Khi Lưu Đại Lộ đang nhìn Tần Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ, Tần Lâm đột nhiên giơ tay ra đòi băng gạc. Lưu Đại Lộ không hề do dự, vội vàng đưa đến. Tần Lâm nhân lúc máy bay rung lắc, bắt đầu băng bó cho Thái Thái. Mấy phút sau thì băng bó xong toàn bộ vùng sau tai, lúc này máy bay cũng đã dừng rung lắc. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không ngờ máy bay rung lắc dữ dội như vậy mà không ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của Tần Lâm, giỏi quá đi mất. Các bác sĩ khác phẫu thuật đều phải có đèn phẫu thuật, quần áo mũ phẫu thuật và y tá hỗ trợ, thậm chí có cũng không chắc chắn sẽ thành công. Nếu giao ca phẫu thuật này cho Lưu Đại Lộ, ông ta chắc sẽ tiến hành mổ trên mặt Thái Thái, sau đó cắt bỏ u nang và khâu lại, cuối cùng để lại một vết sẹo khoảng 2 cm. Hơn nữa, ca phẫu thuật còn cần phải gây mê toàn thân cho bệnh nhân, và vẫn có khả năng thất bại. Nhưng Tần Lâm hoàn toàn không cần những thứ đó, một mình hoàn thành ca phẫu thuật một cách đơn giản. Sau đó, Tần Lâm vừa lau tay vừa nói. Xong rồi, không cần kê thuốc đâu, mặc dù tôi đã cạo gió nhưng vẫn có khả năng bị viêm, trở về đến hiệu thuốc mua ít thuốc tiêu viêm phòng ngừa, khi nào khó chịu thì uống một ít. Thái Thái cũng kinh ngạc há hốc mồm, cảm ơn thần y, tôi phải gửi bao nhiêu tiền khám chữa bệnh. Tần Lâm suy nghĩ, đưa 500 đi. Không lấy tiền thì không đúng lắm, mà cũng không cần phải thu nhiều, Tần Lâm chỉ lấy mấy trăm tiền phí tượng trưng. Được, tôi kết bạn Zalo để gửi tiền anh. Lúc này, Lưu Đại Lộ đứng bên cạnh cũng rất sốc, ngay khi Tần Lâm thực hiện phẫu thuật xong, ông ta liền vội vàng hỏi. Xin hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Người có y thuật đáng kinh ngạc như cậu chắc chắn không thể là chủ của một y quán bình thường được, đúng không? Tần Lâm liếc nhìn Lưu Đại Lộ, cười nhạt. Ông quen Tần Đại Sư không? Trên máy bay không có tín hiệu, Thái Thái phải ghi lại số điện thoại của Tần Lâm, sau đó Tần Lâm quay lại chỗ ngồi. Liễu Tiểu Cường ngồi ở ghế mình, nhìn Tần Lâm với ánh mắt sùng bái. Anh rể, anh châu bò quá, nếu em có trình độ y thuật như anh thì sao còn phải lo không có gái theo chứ? Tần Lâm cười nói, giờ em cũng không thiếu phụ nữ mà. Liễu Tiểu Cường là cậu ấm nhà siêu giàu, bố giàu có, chị gái còn giàu hơn, bên cạnh có đủ loại người mẫu, đâu cần buồn giàu vì phụ nữ chứ. Liễu Tiểu Cường lắc đầu, những người phụ nữ kia đâm đầu đến đều là vì tiền của em, đâu giống anh được, những cô gái xung quanh anh thích anh chắc chắn là vì tài hoa của anh rể, em rất ngưỡng mộ anh. Tần Lâm bất lực cười, cậu đừng ngưỡng mộ nữa, có học cũng không biết đâu. Liễu Tiểu Cường thở dài, hai, em chỉ có thể ngoan ngoãn làm một cậu ấm nhà giàu thôi. Xuống máy bay, người nhà đã cử một tài xế đến đón Liễu Tiểu Cường, hai người vừa lên xe, điện thoại của Tần Lâm liền rung lên. Một lời mời kết bạn từ tài khoản tên CC. Những người làm việc trong giới giải trí thường có hai tài khoản Zalo, một cái công việc và một cái tài khoản cá nhân. Zalo công việc của Thái Thái chắc chắn sẽ tên là người mẫu Thái Thái gì gì đó. Và phía sau là số điện thoại, như vậy sẽ tiện cho người khác liên hệ đặt show hoặc thi đấu. Tài khoản này rõ ràng là tài khoản cá nhân. Sau khi kết bạn, Thái Thái lập tức gửi 500 tệ, Tần Lâm cũng nhận lấy. Tôi có thể gọi anh là anh Tần không? Ừ, được. Nói xong, Tần Lâm gửi vị trí y quán Hiên Viên. Nếu có di chứng gì, cô có thể đến đây tìm tôi. Thái Thái vui mừng khôn xiết khi có được địa chỉ của Tần Lâm. Tốt quá, vậy mấy ngày nữa tôi sẽ đến kiểm tra lại, anh Tần, lúc đó gặp lại. Tần Lâm cũng không để ý lắm, nói chuyện vài câu rồi không trả lời lại nữa. Về đến nhà, Liễu Thanh Thanh bước đến trước hai người, rồi đột nhiên ngửi mùi trên quần áo Tần Lâm. Hướng, mùi nước hoa. Liễu Thanh Thanh không phải là bạn gái giả của Tần Lâm, mà là bạn gái hàng thật giá thật. Bạn gái truy hỏi luôn là vấn đề lớn đối với phái nam. Liễu Thanh Thanh cực kỳ mẫn cảm với mỹ phẩm, vì vậy khi bước vào, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt trên người Tần Lâm. Rất hiếm, rất có gu, người phụ nữ nào có thể quen dùng loại nước hoa này đều rất xinh đẹp. Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Tần Lâm với vẻ mặt trêu đùa. Liễu Tiểu Cường đứng bên cạnh sắp tức chết rồi, chị nhìn em đi có được không, em trai chị suýt nữa thì chết ở thành phố Ma Gao đó. Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, gương mắt lập tức tối sầm xuống. Tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến kinh ngạc. Liễu Tiểu Cường, em giỏi lắm, dám đi vào sòng bạc phá nhà phá cửa à? Chị có nên cắt thẻ tín dụng của em không? Liễu Tiểu Cường lập tức hốt hoảng, lè lưỡi, nhanh chóng nói. Chị,
anh rể gặp siêu mẫu trên máy bay đấy. Tần Lâm, tên Liễu Tiểu Cường này có còn là người không vậy? Chỉ vì ngăn thẻ tín dụng mình bị cắt mà bán đứng luôn Tần Lâm. Quả nhiên, Liễu Thanh Thanh lập tức nhíu mày, nhìn Tần Lâm hỏi. Siêu mẫu có đẹp không? Tần Lâm bất lực lắc đầu, chỉ là bệnh nhân mà thôi, anh khám bệnh cho cô ấy. Liễu Thanh Thanh bĩu môi, cũng không hỏi nhiều nữa, cô cũng biết Tần Lâm là người thế nào, thật ra anh không quá nhiệt tình với phụ nữ, ban đầu chữa bệnh cho cô, gần như đều đối xử với cô rất thẳng thắn, chưa từng thấy anh có suy nghĩ nào quá đáng với cô. Mấy ngày nay mới xác định quan hệ. Liễu Thanh Thanh rất tự tin về vẻ đẹp tự nhiên của mình, cô tin rằng Tần Lâm sẽ không động lòng với những người phụ nữ khác. Liễu Tiểu Cường thêm mắm thêm muối kể về những sự thích anh dũng của Tần Lâm cho bà chị mình nghe, khiến Liễu Thanh Thanh phải lắc đầu. Em thổi phồng quá đó, anh rể em là bác sĩ, mà em cứ nói như là vua cờ bạc không bằng. Liễu Tiểu Cường vội vàng nói, đâu chỉ là vua cờ bạc. Anh rể còn giỏi hơn thế. Anh bảo con báo là con báo, đối phương có chơi bẩn cũng không có tác dụng gì, chị không thấy đâu, chỗ dựa của bọn họ là chú Sương gì gì đó luôn to mồm. Nhưng sau khi thua anh rể hai ván cũng phải xanh mặt luôn. Liễu Thanh Thanh bĩu môi, dù thể nào thì đánh bạc cũng không tốt, sau này cả em và anh rể em đều không được phép dây vào. Vâng vâng, sau này em sẽ không đánh bạc nữa, sau đó em và anh rể bị người ta bao vây, chị không thấy đâu, anh rể được Võ Tòng nhập vào người vậy, một mình đánh mấy chục tên. Liễu Tiểu Cường lại ba hoa chính chòe một trận, vốn dĩ là một sự thật. Nhưng với cách nói cường điệu cùng ngôn từ phóng đại của Liễu Tiểu Cường thì nó lại bị biến thành một câu chuyện không đáng tin. Nghe Liễu Tiểu Cường kể Tần Lâm đá vỡ cửa kính chống đạn, thì Liễu Thanh Thanh không thể nghe nổi nữa. Em bịa chuyện giỏi thật đấy, chị thấy em có thể đi viết tiểu thuyết được rồi. Liễu Thanh Thanh không thèm để ý đến cậu ta, bước đến nói chuyện với Tần Lâm. Lúc này, trong nhà họ Liễu đang diễn ra một cuộc họp bí mật. Đám người Hoàng Yến đang ngồi xung quanh một cái bàn. Một người đàn ông trung niên cầm kết quả điều tra đặt lên bàn, mọi người đều nhíu mày rối rắm. Kết quả điều tra này đáng tin cậy không? Tất nhiên là đáng tin cậy, quân lệnh bài kia đúng là thật, là một doanh nhân giàu có ở Hoa Hạ tặng cho một vị thần y. Nhưng, vị thần y kia họ Diệp, chứ không phải họ Tần. Sắc mặt mấy người Hoàng Yến trở nên khó coi, nhíu mày nói như vậy, tấm quân lệnh bài này của Tần Lâm có nguồn gốc không rõ ràng. Đám người nhà họ Liễu bị Tần Lâm thuyết phục chủ yếu là vì quân lệnh bài. Máy bay trực thăng, du thuyền cộng với những món quà tiền tỷ quả thực mang lại cho gia tộc siêu giàu như bọn họ cảm giác rất xa xỉ và ngạc nhiên. Thứ đồ châu bò như này chắc chắn không thể là đồ vô danh được, vì vậy Hoàng Yến đã cử người đi điều tra. Quả nhiên đã tra ra thông tin về quân lệnh bài, nhưng không ngờ kết quả lại như này. Đúng vậy, theo kết quả điều tra trước mắt, quân lệnh bài của Tần Lâm không có nguồn gốc rõ ràng. Đã điều tra ra rồi, nó được tặng cho ông Diệp, chứ không phải Tần Lâm. Lẽ nào, là do Tần Lâm nhặt được? Có khả năng, chúng tôi hy vọng là do cậu ấy nhặt được chứ không phải đi ăn trộm, hoặc là lấy được bằng thủ đoạn khác. Có thể nào là mua không? Mua, anh cảm thấy có khả năng không? Thứ đồ xa xỉ như vậy, chủ nhân của nó sao có thể thản nhiên bán nó chỉ để đổi lấy một chút tiền chứ? Quân lệnh bài này ở trên người là tượng trưng cho thân phận, chỉ riêng giá trị của du thuyền đã lên tới mấy tỷ rồi, có gia tộc giàu nào có thể sở hữu 5 chiếc máy bay trực thăng cùng 10 chiếc du thuyền lại bán quân lệnh bài để đổi lấy chút tiền chứ? Lý do này rõ ràng là không hợp lý. Nếu đã không phải mua thì mấy con đường còn lại đã rõ ràng rồi, có thể là trộm, lừa đảo hoặc nhặt được. Cho dù là cách nào thì cái giá phải trả cũng rất nghiêm trọng. Đây không phải là thứ có thể nhặt linh tinh. Cho dù nhặt được cũng phải trả lại cẩn thận, không được sử dụng. Giống như nhặt được chìa khóa xe của mấy ông trùm có quyền có thế vậy đó. Nhặt được chìa khóa xe của người ta, thì bạn có thể lái xe của họ sao? Lái xe của người khác mà chưa được sự cho phép của người ta thì chính là ăn trộm. Huống hồ đây không phải là ô tô, mà là máy bay và du thuyền. Cho dù là người giàu có cũng rất để ý đến những thứ đồ quý giá như này. Giờ Tần Lâm không chỉ trộm quân lệnh bài mà còn gọi tất cả máy bay cùng du thuyền đến đây, và còn sử dụng 2 chiếc máy bay. Đây chính là hành vi trộm đồ của người khác, một khi bị người ta phát hiện, thì có thể sẽ cực kỳ tức giận. Quan trọng nhất là, mặc dù Tần Lâm là người trộm đồ, nhưng anh chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng nhắc đến.
còn người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nhà họ Liễu bọn họ mới là người sử dụng quân lệnh bài. Nhà họ Liễu không phải là gia tộc bình thường, nếu một kẻ nhỏ bé như Tần Lâm làm ra chuyện này, có thể người ta sẽ nghĩ anh ngu dốt, thiếu hiểu biết và không thèm so đo, tính toán. Nhưng nhà họ Liễu không phải vậy, nhà họ Liễu là gia tộc giới siêu giàu, chứ không phải là nhân vật bé nhỏ. Các người có hiểu biết mà vẫn sử dụng quân lệnh bài của nhà chúng tôi, đó chính là hành động khiêu khích. Nghĩ đến đây, lưng Hoàng Yến đầm đìa mồ hôi lạnh. Mặc dù Liễu Thanh Thanh hiện giờ là tỷ phú giàu nhất nước, nhưng thực tế còn có rất nhiều gia tộc siêu giàu quyền quý thực sự, Liễu Thanh Thanh chẳng qua chỉ đứng thứ nhất về tài sản cá nhân thôi. Rất nhiều gia tộc siêu giàu đều tính dựa trên tài sản chung của gia tộc, hơn nữa, những gia tộc siêu giàu thật sự thường rất khiêm tốn, rất nhiều người giàu có nhưng không được mọi người biết đến. Những gia tộc như vậy có ở khắp nơi, một khi đắc tội với họ, dù là Liễu Thanh Thanh thì cũng không gánh nổi hậu quả. Hoàng Yến nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Tên họ Tần này lừa chúng ta thảm quá, may mà chúng ta điều tra ra, nếu không, đắc tội với người ta lúc nào không hay. Giờ phải làm thế nào đây? Hay là chúng ta sử dụng thế lực điều tra xem chủ của quân lệnh bài này là ai, sau đó đến xin lỗi? Cho dù chúng ta có tìm được gia tộc đó, đến xin lỗi một cách tùy tiện như vậy liệu có lỗ mãng quá không? Lỡ như người ta còn chưa phát hiện ra rơi đồ, hoặc là không để tâm việc làm mất thì sao? Không đâu, cho dù là nhà họ Liễu chúng ta cũng khá coi trọng mấy tỷ này, Hoa Hạ có gia tộc khủng như vậy sao, thứ đồ đáng giá mấy tỷ mà dễ dàng quên như vậy. Núi cao còn có núi cao hơn mà, nhà chúng ta cũng thường để đám xe BMW mốc meo dưới hầm để xe còn gì, người bình thường cũng không thể hiểu nổi, không chừng chúng ta cũng không tưởng tượng được suy nghĩa của gia tộc siêu giàu quyền quý thực sự đó. Mọi người thảo luận xôn xao, cuối cùng vẫn chưa quyết định được, nên xử lý chiếc quân lệnh bài này và Tần Lâm như thế nào. Nhưng có thể khẳng định, quân bài lệnh này không phải của Tần Lâm, cũng không thuộc về nhà họ Liễu, cho dù người ta không đến tìm, thì bọn họ cũng không thể sử dụng lung tung. Khi mọi người đang bàn bạc, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, bố của Liễu Thanh Thanh là Liễu Long nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, sững sờ chốc lát. Sao vậy ông Liễu? Là số điện thoại từ nước ngoài, nước Mễ. Hả, nước Mễ, mau nhận đi. Nhà họ Liễu có chút quan hệ với nước Mễ, đặc biệt là một số nhân vật tai to mặt lớn. Alo, tôi là Liễu Long, cái gì? Cậu là thiếu gia Trác. Thật sao, cậu Trác, mai cậu đến nhà chúng tôi chơi à? Chuyện này, được được được, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Nói xong, Liễu Long cúp điện thoại, vẻ mặt đầy hưng phấn. Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn ông ta hỏi. Sao vậy, ai đó? Liễu Long cực kỳ hưng phấn, là gia tộc Trác, thiếu gia của gia tộc giàu có nhất thế giới Trác ngày mai sẽ đến nhà chúng ta. Mọi người trở nên cực kỳ phấn khích, mặc dù Liễu Thanh Thanh là tỷ phú giàu nhất Hoa Hạ, nhưng vẫn kém vài bậc so với tỷ phú giàu nhất thế giới. Xét cho cùng, Hoa Hạ chỉ mới phát triển không bao lâu, vì thế cho dù là tỷ phú giàu nhất nước, cũng kém một khoảng cách rất lớn so với những gia tộc siêu giàu trên thế giới. Gia tộc Trác nắm giữ nguồn tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông, người kiểm soát được nguồn tài nguyên mới là gia tộc siêu giàu đính thực. Khi hay tin gia tộc Trác đến, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Hoàng Yến đột nhiên lên tiếng, thiếu gia Trác này có ý với Liễu Thanh Thanh nhà chúng ta à? Hả, có khả năng sao? Hoàng Yến nói vậy khiến mọi người lập tức suy nghĩ đến vấn đề này. Hình như cũng rất có khả năng, lúc trước ngoại hình của Liễu Thanh Thanh rất xấu xí, toàn thân là mụn sẹo, hầu như không có bất kỳ gia tộc nào đến cầu hôn. Vì vậy nhất thời bọn họ cũng không nghĩ đến phương diện này. Nhưng giờ đã khác rồi, Liễu Thanh Thanh bây giờ là một mỹ nữ xinh đẹp, từng lên tạp chí Vogue, được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất Hoa Hạ, là nữ thần trong mộng của vô số người. Hiện giờ có rất nhiều gia tộc muốn liên hôn, nhưng bọn họ không có tư cách đó. Bởi vì Liễu Thanh Thanh là tỷ phú giàu nhất Hoa Hạ, tất cả gia tộc đến đây đều là muốn trèo cao cả. Không môn đăng hộ đối nên cảm thấy không thể khuất phục được người phụ nữ đó. Nhưng gia tộc Trác thì khác, gia tộc Trác là gia tộc giàu nhất thế giới, là gia tộc số một, nếu nhà bọn họ và nhà họ Liễu liên hôn với nhau, chắc chắn sẽ môn đăng hộ đối. Hơn nữa, thiếu gia Trác đệ nhị thông minh tài giỏi, đẹp trai tuấn tú, anh ấy cùng Liễu Thanh Thanh là trời sinh một cặp. Cuộc liên hôn này đối với bất kỳ bên nào cũng vô cùng có lợi. Đối với nhà họ Liễu,
Nhà họ Liễu rõ ràng đã là danh gia vọng tộc rồi, cộng thêm sự hậu thuẫn của gia tộc giàu nhất thế giới, địa vị của bọn họ sau này chắc chắn sẽ vững chắc và suôn sẻ thuận lợi hơn nhiều. Còn về gia tộc Trác, đây cũng là một lựa chọn tốt đối với bọn họ. Dù sao thì không phải người phụ nữ nào cũng có bối cảnh hùng mạnh như Liễu Thanh Thanh. Người giàu có nhất Hoa Hạ, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, lại môn đăng hộ đối, cả cái Hoa Hạ này không thể kiếm đâu ra người thứ hai. Tất cả mọi người đều phải đồng ý với cuộc hôn nhân này, duy nhất một người bị tổn thương, đó chính là Tần Lâm. Còn Tần Lâm thì sao? Nhắc tới Tần Lâm, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Mới hôm qua mọi người còn vui vẻ ngồi lại bàn bạc chuyện kết hôn, mà hôm nay đã muốn thay đổi, chuyện này quả thực có chút bất công với Tần Lâm. Nhưng thực tế chính là như vậy, anh chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Ngày hôm qua sau khi điều tra, mọi người cũng biết dì hai của Tần Lâm là cô chủ hai nhà họ Đường, trong nhà có chút sản nghiệp. Toàn là những thứ như công viên giải trùm khách sạn, v.v. Mặc dù đối với người dân bình thường đã là rất cao cấp rồi, nhưng đối với nhà họ Liễu, bọn họ bình thường đến độ không thể bình thường hơn, chỉ hơn dân thường một chút thôi. Mọi người so sánh một lượt là có ngay kết quả. Tần Lâm bắt buộc phải chia tay với Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, con vào đây một lát. Liễu Thanh Thanh nghe vậy thì bước vào phòng cũng Liễu Tiểu Cường, sau khi cô vào, Hoàng Yến nói. Thanh Thanh, nhà ta có một sự kiện lớn, ngày mai thiếu gia Trác của gia tộc Trác đến thăm nhà chúng ta, con vào thảo luận chi tiết với bố con đi. Vâng, Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều, liền ngồi xuống bàn bạc với mọi người. Một mình Hoàng Yến bước ra ngoài, lúc này ngoài sân chỉ còn Tần Lâm và bà ấy. Gì? Ngày hôm qua, sau khi thể diện quân lệnh bài, thái độ của Hoàng Yến đối với Tần Lâm đã quay ngoắt 180 độ, luôn miệng kêu con rể này, con rể kia rất nhiệt tình, vì thế thái độ của Tần Lâm với bà ấy cũng rất tốt. Hoàng Yến mỉm cười lạnh nhạt, thái độ hôm nay của bà ấy lập tức khác hẳn. Tiểu Tần này, dì cũng không phải là người coi trọng tiền tài, nhưng có một số lời, dì buộc phải nói thẳng với cháu. Cháu cũng biết gia tộc chúng ta đã nuôi dưỡng ra một tỷ phú giàu nhất nước. Thực ra leo đến vị trí hiện tại, chúng ta không thể tự mình quyết định được việc hôn nhân. Vì vậy, đôi khi đối mặt với thực tế chưa bao giờ là chuyện tốt, nếu cháu nghĩ thông rồi, có thể đưa ra điều kiện, với tài lực của nhà họ Liễu chúng ta, chắc có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cháu. Thái độ của Hoàng Yến rất tốt, lời nói cũng rất chân thành, nhưng lại khiến Tần Lâm nhíu mày. Ý gì là gì, hôm qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi mà. Tần Lâm hơi bực bội. Hôm qua thái độ của bọn họ đối với Tần Lâm đã tốt hơn rất nhiều rồi, hơn nữa cũng đã đích thân nói đồng ý chuyện của anh và Liễu Thanh Thanh. Hôm nay nghe có vẻ lại đổi ý rồi à? Nếu là trước kia, Tần Lâm cũng không thèm quan tâm, dù sao cũng đều là diễn kịch. Nhưng lần này không phải là diễn, anh và Liễu Thanh Thanh hiện giờ đã là một đôi yêu nhau thực sự, nếu Hoàng Yến muốn chia rẽ bọn họ, thì không dễ dàng đâu. Hoàng Yến nói, là thế này. Có một thiếu gia của gia tộc giàu có muốn liên hôn với nhà chúng tôi, đối phương là gia tộc giàu có nhất thế giới ở nước Mễ, địa vị cực kỳ cao. Mặc dù chúng ta cũng thừa nhận cháu rất ưu tú, nhưng so với gia tộc Trác thì vẫn kém hơn một chút. Gia tộc Trác, Tần Lâm nhíu mày, cảm thấy cái tên này hơi quen quen, dường như nhớ lại chuyện gì đó, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng. Thấy dáng vẻ ham mê tiền tài của Hoàng Yến, Tần Lâm bất lực lắc đầu. Hào môn sao? Dì nghĩ bọn họ giàu có quyền thế hơn cháu à? Hoàng Yến gật đầu, cháu đã nói thẳng như vậy thì dì cũng không vòng vo với cháu nữa. Đúng thế, gia tộc Trác là gia tộc giàu nhất thế giới, là gia tộc giàu mỏ đứng đầu thế giới, cháu quả thực không thể so với gia tộc giàu có quyền quý như vậy. Chuyện hôn nhân luôn phải chú trọng đến vấn đề môn đăng hộ đối, cháu nghĩ bản thân cháu và nhà họ Liễu chúng ta có môn đăng hộ đối không? Tần Lâm nghe vậy thì cười nhạt. Thì ra gia tộc Trác là tỷ phú giàu nhất thế giới trước kia, còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào cơ. Tần Lâm nói, cái gọi là hào môn thực ra chỉ là một gia tộc có quyền thế mà thôi, cháu khác với bọn họ, một mình cháu đã là hào môn rồi. Còn về môn đăng hộ đối mà gì nói, cháu không thấy có gì không thỏa đáng cả. Nếu phải nói thứ gì không thích hợp, thì chính nhà họ Liễu các người mới là người trèo cao kia. Lời nói của Tần Lâm khiến Hoàng Yến sững sờ há hốc mồm. Mấy giây sau bà lập tức lộ ra dáng vẻ không nói nên lời. Họ Tần kia, cậu tự cao tự đại quá rồi đó. Cậu giỏi chém gió quá nhỉ,
Lại còn mình cậu đã là hào môn, tôi đúng là cạn lời. Hoàng Yến đã nói toạc móng héo, chưa thấy người nào khoác lác như Tần Lâm. Hoành hoang mà cũng không thèm nhìn lại bản lĩnh của mình, bọn họ đã điều tra rõ ràng gốc gác của Tần Lâm rồi. Trước đây là cậu chủ nhà họ Tần, bây giờ là một bác sĩ đông y. Chưa nói đến việc nhà họ Tần đã tàn lụi, cho dù có còn, thì cũng kém xa nhà họ Liễu bây giờ. Còn Tần Lâm sau khi trở về, dựa vào mối quan hệ với lãnh đạo Tôn và Mạnh Văn Cương, mới có thể đứng vững ở Đông Hải. Mặc dù hai người này cũng được coi là nhân vật lớn, nhưng không đủ để lọt vào mắt nhà họ Liễu. Xem ra, hai người này lại bạn cũ của nhà họ Tần, nếu không cũng không điên cuồng giúp đỡ Tần Lâm như thế. Chỉ với bối cảnh như vậy, Tần Lâm còn chưa đủ để lọt vào mắt nhà họ Liễu. Tần Lâm cười lạnh nhạt, dì nói, ngày mai chắc đệ nhị sẽ đến đây bàn chuyện hôn nhân với các người mà. Đúng vậy, chắc đệ nhị là người cậu không chọc nổi đâu. Tần Lâm lạnh nhạt cười một tiếng, chọc được hay không chưa bàn đến, ngày mai, cháu cũng muốn mở mang tầm mắt, xem thử anh ta có gan lấy người phụ nữ của tôi hay không. Hoàng Yến cười khinh bỉ, cậu đúng là cái đồ nói khoác mà không biết ngược, nói cho cậu biết, ngày mai chắc đệ nhị đến đây sẽ cho cậu biết thế nào là hào môn thực thụ, là sự tồn tại mà người dân bình thường như cậu mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn. Được, vậy cháu chờ xem. Hoàng Yến hừ lạnh một tiếng, rồi bước vào nhà. Lần nói chuyện này hơi không tốt đẹp, tên Tần Lâm này đúng thật là buồn cười, bà ấy chưa từng thấy người nào tự cao tự đại như vậy. Sau khi bước vào nhà, Liễu Thanh Thanh cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi. Mẹ, mẹ và Tần Lâm nói chuyện gì vậy? Hoàng Yến cũng biết không thể giấu giếm nữa, dù sao thì ngày mai người ta đã đến rồi, không bằng nói thẳng với cô. Ngày mai, chắc đệ nhị sẽ đến nhà chúng ta, mẹ đoán chắc là đến đây để bàn chuyện liên hôn với con. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh lập tức thay đổi, bàn liên hôn cái gì? Mẹ, hôn nhân của con đã được quyết định rồi mà. Hoàng Yến nhíu mày, quyết cái gì? Chỉ là ước hẹn suông mà thôi, lúc nào cũng có thể thay đổi. Liễu Thanh Thanh thật sự bất lực, mẹ, mẹ sao vậy? Lẽ nào mẹ còn coi thường Tần Lâm à? Mấy ngày trước Tần Lâm đã thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình, có lẽ đã hoàn toàn xứng đôi với Liễu Thanh Thanh rồi. Sao hôm nay lại đột nhiên rút lời vậy? Hoàng Yến cười khinh bỉ, tất nhiên là khinh thường rồi, có con biết quân bài lệnh kia là do cậu ta nhặt được không? Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nhặt được. Mẹ, mẹ chắc không? Mẹ chắc chắn, mẹ đã nghe ngóng rồi, chủ nhân của quân bài lệnh này vốn không phải họ Tần. Liễu Thanh Thanh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không thể nào, không phải ai nhặt được quân bài lệnh cũng có thể sử dụng. Cho dù mẹ nhặt được, thì mẹ cũng không thể ra lệnh cho những du thuyền và máy bay đó. Liễu Thanh Thanh vẫn tương đối bình tĩnh, không phải ai nhặt được quân lệnh bài, thì máy bay và du thuyền sẽ thuộc về người đó, thứ đồ lợi hại như vậy không thể không có chút biện pháp đề phòng nào. Người đó phải là chủ nhân của quân lệnh bài, hoặc là cực kỳ thân thiết với chủ nhân, mới có thể triệu tập máy bay và du thuyền. Hoàng Yến lắc đầu, con đừng bênh cậu ta nữa, mẹ biết rất rõ cậu ta là người thế nào, nếu so với người dân bình thường, cậu ta cũng có thể coi là một người ưu tú. Nhưng với nhà chúng ta, cậu ta vẫn chưa đủ đẳng cấp. Mẹ, con. Hoàng Yến giơ tay trực tiếp ngắt lời Liễu Thanh Thanh. Không cần nói nữa, mẹ đã nói chuyện với cậu ta rồi, ngày mai mẹ sẽ khiến cậu ta từ bỏ. Liễu Thanh Thanh nhíu mày quay lưng rời đi, bước ra ngoài cửa, vội vàng chạy đi đến trước mặt Tần Lâm, bước chân hiện rõ sự nôn nóng. Vẻ mặt cô cũng trở nên căng thẳng, cô và Tần Lâm mới xác định quan hệ mấy ngày. Không ngờ mẹ cô lại ngăn cản bằng mọi cách như vậy, tình cảm vốn đã mỏng manh nay lại càng thêm dễ vỡ. Anh Tần, anh đừng bận tâm đến lời của mẹ em mới là người làm chủ cái nhà này. Không giống với những thiên kim tiểu thư khác, Liễu Thanh Thanh không phải là chiếc bình hoa, mà là trụ cột kinh tế thực sự, cô ấy mới là tỷ phú giàu nhất nước, mặc dù nhà họ Liễu cũng giúp đỡ một phần, nhưng chung quy lại, Liễu Thanh Thanh mới là người quyết định trong cái nhà này. Nói xong. Liễu Thanh Thanh ôm lấy cánh tay của Tần Lâm, dịu dàng tựa vào vai anh, vuốt ve lồng ngực rộng lớn của Tần Lâm. Liễu Thanh Thanh cực kỳ để tâm đến cảm xúc của Tần Lâm, bởi vì bản thân cô chính là người phụ nữ mạnh mẽ, biết đàn ông khi ở bên cạnh cô sẽ cảm thấy rất áp lực, vì thế cô chưa từng tỏ ra là một người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt. Nhất là trước mặt Tần Lâm, cô cố gắng tỏ ra dịu dàng như nước. Tần Lâm mỉm cười, em yên tâm.
người đàn ông của em không kém cỏi như vậy đâu. Ngày mai, anh sẽ để bọn họ xem thế nào mới là hào môn thực sự. Nói xong, Tần Lâm còn dịu dàng xoa đầu Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh sững sờ chốc lát, cô cảm thấy Tần Lâm sẽ không khoác lác, cô nhìn anh với ánh mắt nông nàn. Em tin anh. Ôm ấp một lúc, Liễu Thanh Thanh liền quay về tiếp tục bàn bạc với mọi người chuyện ngày mai. Trong khi bọn họ bên trong đang thảo luận rất sôi nổi, ở bên ngoài, chuông điện thoại của Tần Lâm đột nhiên vang lên. Nhìn dãy số đặc biệt, Tần Lâm liền biết ngay là ai, trực tiếp ấn nút trả lời rồi nói. Tôi là Tần Lâm. Cậu Tần à, tôi là Trác đây, ngày mai con trai tôi sẽ đến Hoa Hạ, tôi cũng đi cùng, tôi định đến thăm cậu một lúc, không biết cậu có thời gian không? Nếu không có thời gian thì tôi có thể đợi cậu, có thể đợi trong vòng một tháng, chỉ cần gặp được cậu là được. Thái độ của ông Trác vô cùng cung kính, sẵn sàng chờ đợi anh một tháng. Gặp mặt Tần Lâm là chuyện quan trọng nhất đối với ông ấy lúc này. Tần Lâm nói, bệnh tình của ông thế nào rồi? Ông Trác nói, khỏi rồi, tôi đã khỏi hoàn toàn rồi, may mà có cậu và ông Diệp, nếu không thì cái mạng này của tôi chắc đã không còn nữa rồi. Cậu Tần, ngày mai cậu có tiện không? Tần Lâm nói tiện, tôi gửi địa chỉ cho ông, ngày mai ông cứ đến thẳng đây là được. Sai đó, Tần Lâm nói địa chỉ nhà họ Liễu cho ông Trác, hẹn thời gian ngày mai sẽ đến gặp anh. Ông Trác đã là tỷ phú giàu nhất thế giới rất nhiều năm rồi. Từ lâu, ông ấy đã vô cùng có quyền có thế, nhưng lại bị bệnh tật bủa vây, sức khỏe luôn không tốt. Sau đó Diệp Hiên Viên và Tần Lâm xuống núi, hai người đã chữa bệnh cho ông Trác mấy lần, chữa tận gốc căn bệnh kinh niên của ông ấy. Ông Trác vô cùng biết ơn, coi Diệp Hiên Viên như thần linh. Còn Tần Lâm là đệ tử cũng có địa vị cực kỳ cao ở chỗ ông Trác. Tất cả mọi người trong gia tộc Trác gặp Tần Lâm đều như nhìn thấy thần tiên vậy. Trong mắt bọn họ, đồng y vô cùng thần kỳ, có thể cứu chữa người chết sống lại, kết giao được với những người như vậy là may mắn của gia tộc bọn họ. Sáng hôm sau, Tần Lâm thức dậy như bình thường, còn Liễu Thanh Thanh và những người khác đã dậy từ sáng sớm, bên ngoài ai nấy đều rất bận rộn. Trang trí sân vườn, quét dọn phòng ốc. Nhà họ Liễu lúc này đang đích thân làm nhưng công việc của người giúp việc. Họ mời mười mấy cô người mẫu đứng ở trong sân. Sân được trải thảm đỏ cao cấp, hai bên là những bình hoa tươi cao đẹp. Giữa mỗi lọ hoa tươi lại có một cô người mẫu xinh đẹp mặc sườn xám đón khách, mỗi bên có 18 người, quy mô khá hoành tráng. Tất cả người nhà họ Liễu đều ăn mặc rất trang trọng, nam mặc vest, nữ mặc sườn xám, cho người đối diện cảm giác phát sáng. Có thể thấy nhà họ Liễu cực kỳ kính trọng vị khách này. Liễu Thanh Thanh thay một bộ sườn xám, đây là bộ cô ấy mặc đẹp nhất, đứng trong sân với tư thế là chủ nhà đón chào khách đến. Sau khi xuống máy bay, ông Trác ngồi lên chiếc xe BMW thương vụ trên đường đến nhà họ Liễu. Ông Trác lo lắng nhìn đồng hồ, ông ấy đã hẹn với Tần Lâm lúc 10 giờ sáng, và bây giờ đã là 9 giờ 40 rồi. Lúc này phía trước lại bị kẹt xe. Đáng lý mà nói, cho dù kẹt xe thì cũng có thể đến nơi lúc khoảng 10 giờ, nhưng với ông Trác, đến lúc khoảng 10 giờ là không được. Đã hẹn 10 giờ thì ông phải đến trước giờ hẹn, nếu đến muộn, chẳng phải sẽ vô lễ với cậu Tần rồi à? Nhanh lên, tôi rất vội. Tài xế cũng lúng túng, không biết làm thế nào. Ông Trác, phía trước đang kẹt xe, chúng ta chỉ có thể đi với tốc độ này, ông yên tâm, sẽ đến nơi lúc khoảng 10 giờ. Không được. Ông Trác rất vội. Nếu như vậy thì vô lễ với cậu Tần quá. Tôi xuống xe. Ông Trác đột nhiên mở cửa xuống xe, mấy người trợ lý và thư ký cũng nhanh chóng xuống theo. Ông Trác, hiện giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ông Trác nhìn bên đường thấy một anh trai shipper đang đứng nghịch điện thoại, chắc là đang tranh đơn hàng. Ông Trác vội vàng đi đến, nói với cậu ta bằng tiếng Trung lưu loát. Xin chào anh bạn, tôi muốn mua xe điện của cậu. Anh chàng shipper sững sờ giấy lát, đang định từ chối. Ông Trác đột nhiên rút tiền mặt trong túi áo ra, tận 10.000 đô la. Anh chàng shipper sững sờ, nhìn bộ đồ vest cao cấp đắt tiền của Trác, hơn nữa ông ấy còn vừa bước xuống từ xe sang, thân phận ông ấy chắc chắn không tầm thường. Vậy được, cho ông. Ông Trác đưa tiền cho cậu ta, ngồi lên xe điện và phóng đi. Mấy người trợ lý và thư ký đuổi theo nhưng không kịp, chỉ đành bó tay. Ông Trác phi chiếc xe đạp điện như bay, 10 phút sau cuối cùng cũng tới nhà họ Liễu. Khi đến nơi, đám người Hoàng Yến đang đứng trước cổng đón khách,
thấy ông Trác liền lập tức nhíu mày. Shipper, ai đặt đồ vậy? Đã lúc nào rồi mà còn đặt đồ? Hoàng Yến tức phát điện, sắp đón Trác đệ nhị rồi, sao giờ này rồi mà còn muốn ăn uống chứ? Bà ấy vội vàng nói với ông Trác. Này ông shipper, ông mau đi đi, chỗ chúng tôi đang có việc. Mọi người cũng rất khó chịu, sao hiện giờ người nước ngoài cũng đến Hoa Hạ làm shipper vậy, lương shipper cao lắm à? Ông Trác sững sờ giây lát rồi nói, đây là nhà họ Liễu đúng không? Tôi đến tìm cậu Tần. Hoàng Yến lập tức cạn lời, còn tưởng là ai đặt đồ, hóa ra là Tần Lâm. Hiện giờ nghề ship cũng không dễ dàng gì, nếu không giao đừng thì e là bọn họ sẽ không đi đâu. Hoàng Yến bực bội nói, ông đi theo tôi, nhanh lên, đưa xong thì mau đi đi. Nói xong, Hoàng Yến dẫn ông Trác vào sân, đi vào thấy Tần Lâm đang đứng trước cửa phòng thì hét lên. Họ Tần kia, đồ cậu đặt đến rồi. Lúc nào rồi mà cậu còn đặt đồ, không biết khách quan trọng sắp đến rồi à? Tần Lâm đứng trong nhà hơi bực bội, đồ ship, anh đâu có đặt. Bước ra nhìn, Tần Lâm lập tức bật cười. Đây là ông Trác mà. Ông Trác lúc này đã cởi áo khoác ngoài cùng cà vạt, chỉ mặc một chiếc sơ mi, lái chiếc xe điện giao hàng, toàn thân thấm ướt mồ hôi, quả thật trông không giống nhân vật lớn chút nào. Tần Lâm nhìn Hoàng Yến với ánh mắt trêu đùa, đây là bạn của cháu, gì không nhận ra ông ấy à? Hoàng Yến nhíu mày, sao tôi lại quen một ông shipper được chứ? Đây không phải nhà cậu, đừng có gọi đám bạn bè của cậu đến đây, nếu muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói. Nói xong, Hoàng Yến vô cùng tức giận, quay người rời đi. Tần Lâm cười thầm, nhà họ Liễu bọn họ tổ chức tiệc đón hoàng tráng như vậy mà không biết đang đón tiếp ai à? Ông Trác nhìn thấy Tần Lâm thì vô cùng vui mừng, bước lên trước, tay phải đặt lên vai trái, một chân quỳ xuống đất. Cậu Tần, đây là lễ nghi cao nhất của gia tộc bọn họ, Tần Lâm cũng không từ chối, nếu không để ông ấy bày tỏ cảm ơn thì ông Trác chắc chắn sẽ rất khó chịu. Sao ông lại đến đây với bộ dạng thế này? Ông Trác là tỷ phú giàu nhất thế giới, không ngờ lại lái một chiếc xe điện, điều này khiến Tần Lâm hơi bất ngờ. Ông Trác kể chuyện vừa nãy. Tần Lâm nghe vậy thì bất lực mỉm cười, thật ra anh không ra vẻ, cũng không khó tính, chỉ là ông Trác cảm thấy bản lĩnh của anh quá lớn rồi. Những người có bản lĩnh thường hơi khó tính. Ông Trác hỏi, cậu Tần, đám người bên ngoài là người thân của cậu à? Tần Lâm nói, tạm thời thì chưa, bọn họ đang muốn từ hôn tôi đây. Ông Trác sững sờ, từ hôn với cậu, bọn họ bị ngu à? Tần Lâm nói như vậy, ông Trác liền hiểu mọi chuyện. Dù sao ông Trác cũng là người giàu nhất thế giới, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ, cũng được coi là người có tầm hiểu biết. Người phụ nữ lúc nãy chẳng phải là mẹ vợ tương lai của cậu Tần sao? Bọn họ muốn hủy hôn với cậu Tần, đây đúng là chuyện cười buồn cười nhất năm mà. Ông Trác cười khẩy nói, đúng là không biết điều mà, chỉ tiếc là tôi không có con gái, nếu không tôi nhất định sẽ gả nó cho cậu Tần. Tần Lâm cười, cũng không nói nhiều nữa. Mấy người nhà họ Liễu đúng là lũ hợm hĩnh. Có điều Liễu Thanh Thanh thì không phải. Nếu đã xác định quan hệ với Liễu Thanh Thanh thì cũng phải chấp nhận người thân của cô ấy. Nếu bọn họ là lũ hợm hĩnh thì Tần Lâm cũng đành thể hiện một chút thực lực của mình. Sau đó Hoàng Yến đi ra, tiếp tục đứng cửa nghênh đón. Nhà họ Liễu thuê mấy chục vệ sĩ, dường như tất cả con đường đều bị chặn kín, để bảo đảm giao thông không bị tắc nghẽn. Cũng đã hẹn đúng 10 giờ. Bây giờ đã là 10 giờ 10 phút rồi. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, Trác đệ nhị sao lại đến muộn vậy? Hoàng Yến vội vàng nói, xì, đến muộn thì đến muộn, chúng ta đừng có phàn nàn, dù sao người ta cũng là người nước ngoài, không hiểu về Hoa Hạ, chúng ta đợi thêm lúc nữa là được. Hoàng Yến lúc này như một con chó bám người, đừng nói là phải đợi 10 phút, cho dù có phải đợi 10 tiếng, bà ấy cũng vẫn trông mong. Những người nhà họ Liễu khác cũng không thấy gì. Dù sao thân phận của đối phương cũng cao quý, đợi thêm một lúc cũng chẳng làm sao cả. Chỉ có Liễu Thanh Thanh cảm thấy như thế này thì địa vị của mình thấp đi nhiều quá, có điều mọi người đều đồng ý rồi, cô ấy cũng không còn cách nào khác. Đợi đến khoảng 10 rưỡi, mấy chiếc xe Toyota Alphard mới đi vào. Đến rồi. Hoàng Yến lập tức có tinh thần, bảo tất cả mọi người lập tức ưỡn thẳng lưng, dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón Trác đệ nhị. Xe dừng trước cổng. Vợ chồng Liễu Long và Hoàng Yến vội vàng tiến lên, bọn họ đứng ở cổng giúp mở cửa xe. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đang ngồi trên xe. Mắt Hoàng Yến phát sáng,
bà ấy nói. Hoan nghênh thiếu gia Trác, tôi là phu nhân nhà họ Liễu, tôi họ Hoàng, còn đây là chồng tôi Liễu Long. Liễu Long khách khí mỉm cười, xin chào cậu Trác, cậu đi xe đến đây chắc cũng mệt rồi, vất vả cho cậu quá, mời cậu vào phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia Trác ngồi trên xe, từ từ bỏ kính xuống, cười khẩy, hơi cúi đầu rồi xuống xe. Ngoại trừ thiếu gia Trác ra, còn có mấy người quan trọng của gia tộc Trác. Hoàng Yến không dám chậm trễ, bà ấy vô cùng nhiệt tình mà mời mọi người vào nhà, ngồi ở trong phòng khách được bày biện tinh tế, cả nhà Hoàng Yến ai ai cũng lo lắng. Liễu Thanh Thanh vẫn khá tự nhiên, ngồi đối diện với thiếu gia Trác, rót trà rồi nói. Thiếu gia Trác từ xa mà tới, không biết có gì chỉ giáo. Hoàng Yến nhíu mày, đạp Liễu Thanh Thanh một cái, tức giận mà chừng cô ấy. Con bé không biết nói chuyện lắm, thiếu gia Trác đến đương nhiên là để gặp con rồi. Hoàng Yến rất muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, cảm thấy gia thế của gia tộc Trác khá tốt, bọn họ cũng nên chủ động một chút. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, có hơi phản cảm, nhưng không vì vậy mà thay đổi thái độ. Thiếu gia Trác nói, lần này chúng tôi đến Hoa Hạ là để bàn việc hợp tác với Tổng Giám Đốc Liễu. Thiếu gia Trác nói chuyện mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn rất lễ phép, đúng mực, hơi cao ngạo cũng là chuyện bình thường, có điều không khiến người khác cảm thấy mình bị khinh thường. Hoàng Yến nhíu mày, bàn chuyện hợp tác cái gì, chẳng nhẽ không thích Thanh Thanh sao? Hoàng Yến lộ vẻ lo lắng, liên hôn với gia tộc Trác đương nhiên là chuyện không dễ dàng gì. Mấy người cứ nói chuyện, tôi đi pha ấm trà. Nói xong, Hoàng Yến đứng dậy, đi vào trong sân, muốn thương lượng xem làm thế nào, hay là hạ mình, chủ động nói chuyện liên hôn. Vừa đi ra vườn liền nhìn thấy Tần Lâm và ông Trác ngồi ở chòi nghỉ mát ở sau vườn uống trà, Hoàng Yến tức đến mức muốn đánh người. Bọn họ ở đằng trước lo lắng muốn chết, mà Tần Lâm này lại dám ở sau vườn tiếp đãi bạn bè, hơn nữa người đó còn là một tên giao đồ ăn. Đúng là bực mình mà. Hoàng Yến vội vàng chạy đến, nhìn thấy trà mà hai người uống là loại trà đại hồng bào cao cấp nhất mà bà ấy chuẩn bị cho gia tộc Trác thì lập tức nổi giận. Mấy người biết hưởng thụ thật, cút ngay. Nói xong, Hoàng Yến lật bàn, khiến cho bàn trà lật ngược. Ông Trác vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn bị ướt người. Bà làm cái gì thế, ông Trác vô cùng cạn lời. Hoàng Yến lạnh lùng hừ một tiếng, làm gì? Ông nói xem tôi đang làm gì, ông có thân phận gì chứ, xứng để uống trà ở nhà họ Liễu tôi sao? Hai người mau cút ra ngoài. Hoàng Yến vốn muốn giữ lại chút thể diện cho Tần Lâm, nhưng bây giờ bà ấy không kìm nén nổi lửa giận, nên chuẩn bị đuổi hai người đi. Ông Trác cạn lời lắc đầu, cậu Tần, nếu đã vậy thì chúng ta đổi chỗ khác. Tần Lâm gật đầu. Đi thôi. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Yến hung ác liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, hai tên rác rưởi mà dám uống trà đại hồng bào ở sau vườn hoa nhà họ, giỏi thật. Khi Hoàng Yến cầm lấy trà liền nhớ ra. Ê, hai người đừng qua đấy. Đuổi hai người bọn họ đi, nếu bọn họ muốn đi cửa chính chắc chắn phải đi qua phòng khách lúc nãy, đến lúc đó có thể gặp Trác đệ nhị và những người khác của gia tộc Trác. Nếu để gia tộc Trác nhìn thấy Tần Lâm và người bạn giao đồ ăn của anh thì ngưỡng chết mất. Biết đâu người của gia tộc Trác còn có ấn tượng xấu, cho rằng gia tộc của bọn họ tiếp xúc với hạng người như này. Hoàng Yến vội vàng chạy đuổi theo, xông vào phòng khách, tiếc rằng hai người đã đi vào rồi. Ông Trác và Tần Lâm vừa vào phòng, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Hoàng Yến vội vàng xông lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Xin lỗi. Hai người này đi nhầm phòng, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Nói xong, Hoàng Yến quay đầu, trợn mắt nhìn bọn họ, mặt mày vô cùng tức giận. Còn không mau cút ra. Lời Hoàng Yến vừa dứt, Trác đệ nhị và những người khác vội đứng dậy. Đét. Mặc dù là một câu tiếng Anh nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, đây là câu gọi bố. Gọi bố. Hoàng Yến trợn tròn mắt, có thể để Trác đệ nhị gọi bố thì còn có thể là ai chứ? Người đó chắc chắn phải là trưởng gia tộc Trác, ông Trác. Người đàn ông này là ông Trác sao? Hoàng Yến cứng đờ người, nhìn Trác đệ nhị, mặt không thể tin nổi. Trác đệ nhị đi qua, tay trái để lên vai phải, quỳ một gối bái kiến bố mình. Sau khi đứng dậy thì giới thiệu. Vị này là bố tôi, trưởng gia tộc Trác, bà Hoàng, vừa nãy tại sao bà lại đuổi bố tôi ra ngoài? Vẻ mặt của Hoàng Yến vô cùng khó coi, xin lỗi. Tôi không biết đấy là bố cậu. Đúng là điên mà, ông Trác đến nhà họ,
tại sao lại đi xe điện giao đồ ăn? Tại sao không giống với Trác đệ nhị, cùng ngồi ô tô đến? Hơn nữa ông Trác sao không lộ thân phận của mình, vừa đi vào liền tìm Tần Lâm, đây là trò gì thế? Hoàng Yến vô cùng ngượng ngùng, là do cậu ta, đều do cậu ta tôi mới nhầm lẫn, tôi đâu muốn đuổi ông Trác đi đâu, tôi muốn đuổi cậu ta đi. Tên họ Tần kia, còn không mau cút đi. Lời Hoàng Yến vừa dứt, ông Trác cười khẩy. Con đàn bà ngu ngốc, dám thất lễ với người có quyền thực sự, mà dám làm trò đầu cơ trục lợi này. Nói xong, ông Trác nhìn mọi người trong gia tộc Trác rồi nói. Vị này là cậu Tần ở Hoa Hạ mà tôi thường nhắc với mọi người mau hành lễ. Người của gia tộc Trác đứng dậy, hướng về phía Tần Lâm, quỳ một chân trên mặt đất, tay trái để lên vai phải. Bái kiến cậu Tần. Tần Lâm gật đầu, không cần khách khí. Gia tộc Trác nổi tiếng là những người rất trọng lễ nghi, Tần Lâm cũng không ngăn người nhà bọn họ, nếu như không để bọn họ quỳ, e rằng bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu. Đám Hoàng Yến sững người. Bái kiến cậu Tần. Sao bọn họ lại hành lễ như vậy với Tần Lâm? Hoàng Yến cảm giác nhân sinh quan của mình bị đạp đổ, chuyện này không ổn. Tần Lâm chẳng qua chỉ là bác sĩ mà thôi, sao có khả năng có năng lực lớn đến vậy, nhất định có gì nhầm lẫn. Thưa ông Trác, mọi người có nhầm lẫn gì không vậy? Ông Trác lạnh lùng hừ một tiếng, tôi thấy mấy người mới nhầm lẫn ấy. Cậu Tần là khách quý của gia tộc Trác chúng tôi, 5 năm trước chúng tôi từng tặng cậu Tần quân lệnh hiệu, cậu Tần từng nói. Quân lệnh hiệu này sẽ được tặng cho hôn thê tương lai để làm vật đính ước, mà tôi thấy trên cổ Liễu tiểu thư đang có đeo một tấm quân lệnh bài, chẳng nhẽ mấy người không thấy sao? Tấm quân lệnh bài không chỉ là mấy chiếc máy bay, vài chiếc du thuyền, mà quan trọng hơn, nó là biểu tượng của thân phận. Trên không trung có 15 tuyến đường bay có thể tùy ý bay, trên biển cho 10 tuyến đường biển có thể tùy ý đi qua, có thể tùy ý đi qua bất kỳ vùng biển nào giữa Hoa Hạ và nước Mễ. Đây là biểu tượng của thân phận, chẳng nhẽ không đáng để nhà họ Liễu mấy người coi trọng sao? Sao mấy người lại đối xử như vậy với cậu Tần? Mấy người đúng là làm trò mà. Cậu Tần, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Ông Trác nói mấy lời này khiến Hoàng Yến mắt chữ A mồm chữ O. Quân lệnh bài là do gia tộc Trác đưa sao? Nhưng người được tặng chẳng phải họ Diệp sao, sao lại là Tần Lâm chứ? Tần Lâm gật đầu, cùng đi với ông Trác. Khi đến cổng, Tần Lâm đi đến trước mặt Liễu Thanh Thanh, vuốt tóc cô ấy, nói. Em về công ty thì chuẩn bị hợp tác với gia tộc Trác đi. Em biết rồi, Liễu Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, trước mặt người khác, cô ấy là người giàu nhất Hoa Hạ, là người phụ nữ tài giỏi nhất, nhưng trước mặt Tần Lâm thì không tỏ ra mạnh mẽ đến vậy, dường như biến thành một cô gái ngoan. Tần Lâm xoa đầu Liễu Thanh Thanh, sợ cô ấy có áp lực tâm lý, sau đó cùng đi với ông Trác ra khỏi cổng. Gia tộc Trác cũng rời đi. Nhà họ Liễu lập tức yên lặng. Một tiếng trước còn ồn ào náo nhiệt, mọi người đều phấn khích đợi gia tộc Trác đến. Kết quả bây giờ lại như vậy, cụt hứng ra về, đắc tội với gia tộc Trác, đắc tội với cả Tần Lâm. Nếu như theo lời ông Trác nói, bọn họ thực sự đã ôm một cục vàng lớn, sau đó không biết điều, còn đuổi Tần Lâm đi, bọn họ thật đúng là đang làm trò. Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Hoàng Yến, nói. Mẹ! Bây giờ mẹ hài lòng chưa? Sắc mặt Hoàng Yến vô cùng khó coi, bà ấy đương nhiên không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Thanh Thanh, đều là lỗi của mẹ, nhưng đừng vì mẹ mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn con. Liễu Thanh Thanh hừ một tiếng rồi quay người, không quan tâm đến bà ấy nữa, sau đó quay người rời đi luôn. Đương nhiên sẽ không vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy và Tần Lâm. Nếu không vì Hoàng Yến tự cho là mình đúng thì quan hệ giữa bọn họ và Tần Lâm cũng không đến mức như vậy. May mà Tần Lâm không vì bọn họ mà khó chịu với Liễu Thanh Thanh, nếu không Liễu Thanh Thanh sẽ hận chết bố mẹ mình. Tần Lâm và ông Trác rời khỏi đây xong liền tìm một khách sạn, đặt bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Sư đồ Tần Lâm có ơn cứu mạng với Trác, vậy nên tất cả mọi người trong gia tộc Trác đều đối xử với Tần Lâm vô cùng lễ phép. Cho dù là ăn cơm cũng vô cùng khách khí. Vô cùng có quy tắc. Cậu Tần, lần này tôi đến là vì muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tần Lâm nói, có việc gì xin ông cứ nói. Gia tộc Trác vô cùng khách khí với Tần Lâm, cũng đưa cho sư đồ bọn họ rất nhiều tiền khám bệnh, trong thẻ của Tần Lâm có bao nhiêu tiền đều là từ lợi nhuận hàng năm của gia tộc Trác. Vậy nên nếu Tần Lâm có thể giúp thì anh cũng muốn giúp.
Cậu Tần, gia tộc chúng tôi hay qua lại với nước Dị Lan, công chúa nước Dị Lan gần đây bị bệnh nặng, muốn nhờ cậu Tần khám, không biết có tiện không? Tần Lâm sững sờ, nước Dị Lan, xa lắm đấy, bệnh như thế nào, ông cứ kể trước cho tôi nghe. Ông Trác nói, công chúa nước Dị Lan mới 12 tuổi, trước giờ chưa từng có bạn trai, nhưng đột nhiên lại có thai, nhiều bác sĩ đều bó tay, đến bệnh viện cũng không thể làm phẫu thuật, cảm thấy nếu như tùy tiện mổ thai nhi này ra thì rất vô nhân đạo. Nhưng công chúa nước Dị Lan vẫn còn là trinh nữ, điều này chúng tôi có thể bảo đảm, công chúa trước nay chưa hề có bạn trai, cũng không hề tiếp xúc với đàn ông, sao có thể mang thai được. Tần Lâm nhíu mày, tình trạng này đúng là kỳ lạ. Nếu như ở Hoa Hạ, đa phần mọi người sẽ cho rằng là chuyện ma quỷ, hoặc là đồn thổi mấy điều không hay ho. Có điều trên phương diện đông y, tình trạng bệnh này cũng có thể coi là dễ chữa. Bởi vì bệnh càng kỳ quái, thì càng đơn giản, nguyên nhân phát bệnh ít, dễ tìm ra căn nguyên để chữa trị. Ví dụ như bệnh cảm cúm mặc dù thường thấy nhưng nguyên nhân phát bệnh có hàng ngàn hàng vạn, loại bệnh cũng đa dạng nhiều kiểu. Muốn tìm một phương pháp chữa cảm cúm có hiệu quả tức thời thì đúng là khó ngang lên trời. Đa phần cảm cúm đều không được chữa trị đúng cách, đa phần là nhờ vào thuốc kháng sinh để khống chế virus không lan ra, để cơ thể tự hồi phục khả năng chống lại virus, cơ bản những người có sức khỏe tốt 4-5 ngày là khỏe, đây là phương pháp chữa bệnh cảm cúm hiện nay. Cho dù là đông y cũng như vậy, bởi vì cảm cúm thực sự có quá nhiều loại, không thể nào phân chia chi tiết được. Nhưng mấy chứng bệnh khó chữa thì không như vậy, sau khi xác định được nguyên nhân bệnh, cơ bản chỉ có một con đường để chữa. Tần Lâm nói, trước tiên tôi không qua đó, bảo bác sĩ ở bên đó mở Karema, để tôi xem qua xem. Với y thuật của Tần, biết đâu có thể chỉ huy chữa bệnh từ xa. Ông Trác sững sờ, không ngờ Tần Lâm lại tự tin đến vậy, khám bệnh từ xa ư. Lợi hại quá. Ông Trác vẫn tin tưởng Tần Lâm, liên lạc với bác sĩ ở đầu bên kia. Sau đó bắt đầu cuộc gọi video. Hai vị bác sĩ, bây giờ tôi đang ở Hoa Hạ, xin hỏi bệnh tình của công chúa như nào rồi? Trong video là hai người đàn ông trung niên, một người Hoa Hạ, một người nước ngoài. Nhìn cách ăn mặc, có vẻ là một bác sĩ đông y và một bác sĩ tây y. Hai người đứng trước giường bệnh, có một cô bé tóc vàng xinh đẹp nằm trên giường, lúc này đang nhắm mắt, vẻ mặt hơi nhăn nhó, trông có vẻ rất đau. Người đàn ông Hoa Hạ nói, bệnh tình của công chúa ngày càng phức tạp, trước khi không tìm được nguyên nhân căn bệnh thì tạm thời không có phác đồ điều trị. Người nước ngoài kia nói mấy câu tiếng Anh, nội dung đại loại cũng như vậy. Một là không dám mổ, hai là không dám cho uống thuốc, chỉ có thể dùng mấy phương pháp chữa trị bảo thủ, uống thuốc khắc sinh, thuốc giảm đau, sau đó gắng gượng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, bào thai kỳ lạ, trong cơ thể cô bé ngày càng lớn. Bây giờ đã mang thai khoảng 2-3 tháng rồi, vô cùng lớn. Ông Trác nói, bên tôi có mời một bác sĩ đông y Hoa Hạ đến khám bệnh, hiện tại hai người có thể nghe cậu Tần chỉ huy. Bác sĩ Hoa Hạ nhíu mày, ông Trác, ý ông là sao, cậu ta muốn khám bệnh qua màn hình à? Bây giờ bọn họ đều bó tay chịu trói, đương nhiên không phản đối người khác giúp đỡ, nhưng khám bệnh qua màn hình đúng là diễn trò mà. Lúc trước cũng từng có tình huống khám bệnh qua màn hình. Đó thường là sư phụ chỉ dạy đồ đệ, hoặc là giáo viên chỉ dạy học sinh, đó đều là những chứng bệnh vô cùng đơn giản, học sinh thì trông có vẻ khó, nhưng thầy vừa mở video lên nói mấy câu là bọn họ đã hiểu. Loại tình huống như này mới được gọi là khám bệnh qua màn hình, giống như Tần Lâm, khám bệnh qua màn hình để chỉ huy bọn họ khiến bọn họ cảm thấy bị khinh thường. Ông Trác nói, Thái Thần Y, đây là bạn tôi, cậu Tần, có rất nhiều thành tựu trên phương diện y thuật. Để cậu ấy chỉ huy hai người chắn chắn không có vấn đề gì. Trác nói xong liền giới thiệu với Tần Lâm, cậu Tần, vị này là bác sĩ đông y nổi tiếng của Hoa Hạ, tên là Thái Trường Phúc, vô cùng nổi tiếng ở Hoa Hạ, chắc cậu cũng từng nghe đến tên ông ấy rồi. Tần Lâm gật đầu, chào ông Thái Trường Phúc, tôi đã từng đọc sách của ông viết. Thái Trường Phúc lập tức vui vẻ hơn xíu, được một người cùng ngành đọc qua sách của mình, đúng là một điều vô cùng vinh dự. Cho dù Thái Trường Phúc là đại sư đông y thì cũng thích được hậu bối đọc sách của mình, dù sao mục đích ông ta viết sách cũng là để làm rạng danh đông y. Nếu đã đọc qua sách của tôi, thì chắc y thuật của cậu cũng. Chưa kịp nói ra hai chữ không tồi thì Tần Lâm đã nói. Mặc dù trong sách viết hơi nhiều thứ linh tinh, có điều về tổng thể mà nói thì cũng ít lỗi sai, suy đoán chủ quan về y thuật khá ít,
cũng được coi là một quyển sách có giá trị tham khảo, có điều nếu muốn truyền lại cho đời sau thì phải sửa lại không ít lỗi. Lời Tần Lâm khiến Thái Trường Phúc sững sờ ngay tại chỗ, nếu như không biết còn tưởng ông ta bị đứng hình. Mấy thứ linh tinh nhiều, lỗi sai không ít. Thái Trường Phúc giật giật khóe miệng, ông ta là Thái Trường Phúc đấy. Là một trong những bác sĩ đông y nổi tiếng nhất cả nước, ai gặp mà không gọi ông một tiếng Thái Đại Sư. Tác phẩm của Thái Đại Sư đã được dùng làm sách giáo khoa của khoa y nhiều trường đại học, tên nhãi này dám bảo sách ông nhiều thứ linh tinh, lỗi sai không ít á. Vớ vẩn, rõ ràng vớ vẩn. Cậu, Thái Trường Phúc vừa định nói, Tần Lâm đã chặn lời. Được rồi, bác sĩ Tây Y kia siêu âm màu cho tôi xem đi. Thái Trường Phúc hung ác liếc mắt, có ông Trác ở đây, ông ta không dám nói gì. Dù sao cũng có bác sĩ Tây Y ở đây, nếu là Tây Y, siêu âm màu cũng rất tiện, đặc biệt là với trường hợp có bào thai quái dị trong bụng, Tần Lâm muốn xem, bào thai này có giống như anh tưởng tượng không? Ông Trác dịch qua, bác sĩ Tây Y lập tức hiểu, bắt đầu siêu âm màu để Tần Lâm xem. Sang bên trái, sang bên phải một chút, tôi muốn xem vùng bụng dưới. Tần Lâm xem qua nhưng vẫn đưa ra kết luận, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thái Trường Phúc lạnh lùng hừ một tiếng, kỳ quái nói, cậu nghĩ là con trai hay con gái? Tần Lâm không trả lời mà nói. Bác sĩ Thái bắt mạch đi. Thái Trường Phúc không muốn lắm, thái độ khá lạnh nhạt. Tôi đã bắt mạch rồi, cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Tần Lâm nói, bắt mạch thêm lần nữa, lần này nghe theo sự chỉ huy của tôi. Ông Trác nói, bác sĩ Thái nghe lời cậu Tần đi. Thái Trường Phúc gật đầu, chỉ có thể cầm lấy cổ tay công chúa, bắt đầu bắt mạch. Ba ngón tay ấn lên mạch, sau đó Tần Lâm hỏi. Tay trái mạch trầm tế hay thô? Tế. Trường mạch mềm hay cứng? Mềm. Được. Đổi sang tay phải. Tần Lâm hỏi hai câu, sắc mặt Thái Trường Phúc hơi dịu xuống. Tên nhãi này có vẻ như cũng có chút trình độ ấy, hỏi câu nào cũng đúng trọng điểm. Giao tiếp với cao thủ, chỉ cần mấy câu thậm chí một ánh mắt là được rồi, hai người bọn họ đều giỏi, trước khi khám bệnh, không ai phục ai, nhưng một khi bắt mạch, sau khi trao đổi, Thái Trường Phúc liền biết Tần Lâm là cao thủ. Không ngờ trẻ như vậy mà tài giỏi đến thế. Sau một hồi hỏi han, Tần Lâm nói, đây là hiện tượng khí huyết không đủ dẫn đến khối u sưng to, không cần lo, chỉ là khối u lành tính mà thôi. Thái Trường Phúc nhíu mày, có hơi không hiểu. Khối u lành tính sao có hình dạng giống bào thai được? Tần Lâm nói, khối u lành tính không có quy luật nhất định, sinh trưởng theo hình dạng của vùng bụng, nên có hình thù ngẫu nhiên, có hình dạng như bào thai hoàn toàn là trùng hợp. Thái Trường Phúc đột nhiên hiểu ra, lúc trước cứ thắc mắc hình dạng. Luôn cho rằng đây là bào thai quái dị, nhưng bây giờ nghĩ lại, thực ra đó chỉ là khối u to mà thôi. Vậy nên chữa thế nào, Thái Trường Phúc không nhận ra, ông ta đã không nhịn được mà nhờ Tần Lâm chỉ dạy rồi. Tần Lâm nói, xem tay chân cô bé có da chết không. Thái Trường Phúc kiểm tra một lúc, có, lớp da chết rất dày. Cô công chúa nhỏ này được cưng chiều từ nhỏ, tay chân toàn da thịt mềm mại, sao lại có lớp da chết dày được. Rõ ràng là do chứng bệnh này gây ra. Cạo lớp da chết ở tay chân đi, sau đó cho uống thuốc ma phụ tân, một ngày uống 9 lần, mỗi lần đun 10 bát nước cho đến cô đặc lại còn một bát, uống lạnh. Thái Trường Phúc nhướng mày, mắt lập tức sáng lên, hiểu ra mọi chuyện. Hiểu rồi, cảm ơn cậu đã chỉ dạy. Nói xong, Thái Trường Phúc lập tức viết đơn thuốc, nói với bác sĩ Tây Y bằng tiếng Anh. Đơn thuốc này vô cùng kỳ diệu. Sau khi uống nhất định sẽ khỏi bệnh. Thái Trường Phúc thực ra vô cùng kính nể Tần Lâm, có thể khám bệnh qua màn hình một cách đơn giản như vậy để kê đơn thuốc thì đúng là cao thủ. Nếu như ở ngay đây thì Tần Lâm có thể bắt tay ngay vào việc, nhẹ nhàng mà chữa khỏi bệnh này rồi. Thái Trường Phúc cầm đơn thuốc đưa cho công chúa rồi nói. Công chúa, cháu không mang thai, yên tâm đi, Tần thần y đã chẩn đoán cho cháu rồi, cháu có một khối u lành tính ở vùng bụng. Chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi. Công chúa lập tức kích động đến mức ngồi dậy. Thật không, có thật sự là không mang thai không? Cảm ơn trời đất. Công chúa dù sao cũng chưa từng trải đời, không biết quy trình để mang thai, cô bé thật sự lo mình mang thai nên buồn rầu trong thời gian dài. Hôm nay nghe được lời giải thích chuyên nghiệp nên cô bé yên tâm hơn nhiều. Bác sĩ Tần, cảm ơn anh, em tên là Lisa, có cơ hội em sẽ đến Hoa Hạ để đích thân cảm ơn anh.
Tần Lâm mỉm cười, cũng không quan tâm lắm. Khám bệnh xong cũng tắt video, ông Trác kính nể Tần Lâm vô cùng. Không hổ là Tần thần y, vấn đề phức tạp đến tay anh mà cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Ở nước Dị Lan có rất nhiều người cảm thấy đây là sự trừng phạt của thần linh. Còn Tần Lâm lại hóa giải nó một cách đơn giản, nếu như ở nước Dị Lan, nhất định sẽ được tôn làm thần linh. Đông y ở nước ngoài, một là không được chấp nhận, hai là địa vị cực cao. Như Thái Trường Phúc vậy, được gia tộc Trác vô cùng tôn trọng. Ông Trác nói với Tần Lâm, chúng tôi phải bàn việc hợp tác thương mại với vị hôn phu tương lai của cậu Tần, nể mặt cậu Tần, chúng tôi sẽ nhường cho cô ấy phần lợi nhuận lớn nhất, cái này cậu Tần có thể yên tâm. Tần Lâm gật đầu, anh khá yên tâm về cách làm việc của ông Trác. Hơn nữa công ty của Liễu Thanh Thanh vốn là doanh nghiệp lớn nhất cả nước, cái này cũng được coi là cường cường liên hợp, không cần Tần Lâm phải lo lắng. Cậu Tần, vậy tôi xin phép ra về, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại Hoa Hạ, có vấn đề gì thì xin cứ liên lạc với tôi. Gia tộc Trác rời đi, Tần Lâm cũng chuẩn bị đi về. Vừa định đi về, đột nhiên nhận được một tin nhắn Zalo. Anh Tần, anh có thời gian không? Người gửi tin nhắn chính là cô siêu mẫu mà Tần Lâm đã cứu trên máy bay tên Thái Thái. Có thời gian, làm sao vậy? Cổ tôi hơi đau, tôi đang muốn tìm anh có ở y quán không? Nếu là người bệnh gặp vấn đề, Tần Lâm đương nhiên sẽ giúp đỡ. Sau khi hẹn xong chỗ gặp, Tần Lâm liền bảo Thái Thái đến khách sạn này. Mười mấy phút sau, một dáng người cao gầy thướt tha đi đến, người này chính là Thái Thái. Thái Thái được coi là người mẫu nổi tiếng, đi trên đường có khá nhiều quay lại nhìn cô, hơn nữa Thái Thái thường lên nhiều tạp chí, làm người phát ngôn cho vô số hãng mỹ phẩm, độ nổi tiếng của bản thân cô khá cao, mặc dù không được nổi như Tô Văn Kỳ nhưng cũng được coi là siêu mẫu có tiếng rồi. Vậy nên Thái Thái cũng đội mũ và đeo khẩu trang để phòng ngừa bị người khác nhận ra. Sau khi vào trong phòng nhìn thấy Tần Lâm, Thái Thái vui vẻ vô cùng. Anh Tần, lâu rồi không gặp. Mặc dù Thái Thái khá cao nhưng dáng vẻ nhảy nhót lại rất đáng yêu. Tần Lâm nói, sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Tôi khám trước cho. Thái Thái thẻ lưỡi, xoa cổ nói. Chỗ này không thoải mái. Tần Lâm nhìn chỗ gáy mà Thái Thái chỉ, lập tức cạn lời. Xương cổ của cô không ổn thì liên quan gì đến khối u nang của cô? Thái Thái bĩu môi, tôi đâu bảo có liên quan mà. Tần Lâm cười gượng một tiếng. Còn tưởng đây là di chứng mà lúc trước Tần Lâm chữa bệnh cho Thái Thái. Dù sao khi ở trên máy bay chữa bệnh cũng có hơi không cẩn thận, cho dù Tần Lâm rất tin tưởng với y thuật của mình nhưng cấu tạo cơ thể con người rất phức tạp, có thể đột nhiên xảy ra vấn đề gì thì anh cũng không nắm chắc được. Vậy nên mới lo Thái Thái có thể sẽ có di chứng, bây giờ có vẻ như không có chuyện gì. Thái Thái chỉ vào cổ mình rồi nói. Anh Tần, cổ tôi đau lắm. Được rồi, tôi khám cho cô. Tần Lâm bắt mạch trước, cổ bị đau, lưng đau, khớp gối đau. Đều thuộc về khoa ngoại đông y, nhưng cho dù là khoa ngoại thì cũng cần phải bắt mạch để chẩn đoán bệnh. Cổ bị đau rõ ràng không phải vì vết thương bên ngoài, vậy nên có thể là cơn đau đến từ bên trong. Sau vài phút bắt mạch, Tần Lâm gật đầu. Không có vấn đề gì lớn, yên tâm đi, do chơi điện thoại nhiều quá, cộng thêm việc hay ăn đồ lạnh nên cơ thể có nhiều khí lạnh, vậy nên mới bị đau. Tôi xoa bóp cho cô một lúc, cô quay người ra đây đi. Thái Thái ngồi trên ghế, quay lưng với Tần Lâm. Tần Lâm vén mái tóc dài của cô ấy sang hai bên, hương thơm từ tóc khiến người khác thoải mái. Chiếc cổ trắng nõn nà lộ ra trước mắt, Tần Lâm liền dùng tay xoa bóp. Da Thái Thái vô cùng đẹp, vừa trắng vừa mềm, cô ấy như sinh ra là để làm nghề siêu mẫu này vậy. Có điều Tần Lâm cũng không để ý nhiều, tay trái ấn vai của Thái Thái. Tay phải xoa bóp cổ, ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh hai huyệt vị trên xương cổ. Á! Thái Thái lập tức hừ một tiếng, ai đi massage thì đều biết, cảm giác massage vừa đau vừa thích. Kỹ thuật của Tần Lâm rất tốt, có thể xoa bóp cho xương về đúng vị trí, đây vốn là nghề của Tần Lâm rồi, có thể dễ dàng khiến Thái Thái thấy vừa đau vừa thoải mái. Sau hai tiếng rầm rì, Tần Lâm có hơi cạn lời. Cô gái ơi, cô không nhịn được chút à? Giọng của Thái Thái rất nhẹ nhàng, hừ như vậy có hơi không ổn lắm. Thái Thái nghiến răng, mặt cũng vì xấu hổ mà ửng đỏ. Tôi sẽ cố. Tần Lâm cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đóng cửa phòng riêng,
hy vọng âm thanh này sẽ không bị truyền ra ngoài. Sau 10 phút massage, Thái Thái mất hết sức lực mà dựa vào ghế, thở dốc từng cơn, mặt ửng đỏ. Anh Tần, cổ tôi ổn hơn nhiều rồi, anh siêu thật đấy. Mặc dù vừa mệt vừa đau nhưng không thể không nói, cơn đau trên cổ đã hoàn toàn biến mất. Tần Lâm cười, vốn cũng không phải bệnh gì lớn, nhớ rằng sau này không được cúi đầu nghịch điện thoại nữa. Anh Tần, tôi phải đưa anh bao nhiêu tiền khám bệnh? Tần Lâm nói, không cần, chuyện nhỏ thôi mà. Bệnh vặt này thực sự không cần phí khám bệnh. Thái Thái cười hi hi, anh Tần, hay là tôi mời anh đi ăn cơm, anh giúp tôi hai lần, tôi còn chưa cảm ơn anh. Tần Lâm chỉ lên đống đồ ăn còn thừa trên bàn. Tôi còn chưa ăn xong đây nè. Thái Thái bĩu môi, nhưng mà người ta chưa ăn cơm mà. Thái Thái vốn là một mỹ nữ chân vừa dài vừa có khí chất, một khi làm nũng thì uy lực rất lớn. Tần Lâm bất đắc dĩ, được rồi, cô muốn ăn cái gì? Thái Thái nói, tôi muốn ăn há cảo, bên cạnh có nhà hàng há cảo, chúng ta đi ăn thử đi. Ok. Hai người đứng dậy, đi ra khỏi nhà hàng, đi đến nhà hàng kia. Mặt Thái Thái lộ vẻ gian xảo. Hai người đi ra khỏi nhà hàng, đi đến nhà hàng há cảo này. Nhà hàng này là nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở Đông Hải, ngày thường ở đây có vô cùng khách đến ăn, bởi vì há cảo ở đây có hạn, vậy nên mỗi ngày chỉ cung cấp một số lượng nhất định, chỉ cung cấp 30 bàn đồ ăn. Như vậy nên với hiệu ứng tạo sự khan hiếm, nhà hàng càng ngày càng hot. Hai người đi đến cửa nhà hàng, đang chuẩn bị đi vào thì có một đôi nam nữ gọi lại. Thái Thái, sao cô lại ở đây? Nhìn thấy một cô gái cũng xinh đẹp cao ráo, Thái Thái nhíu mày. A Nhã, sao lại là cô? Cô A Nhã này cũng giống Thái Thái, đều là siêu mẫu. Cái gọi là oan gia cùng ngành chính là Thái Thái là người đứng đầu ngành, năm ngoái còn là Hoa hậu thế giới, mà tình cờ là A Nhã lại là Á hậu. Hoa hậu và Á hậu, chỉ khác một chữ nhưng lại cách xa cả vạn dặm. Thái Thái là Hoa hậu, tất cả quyền đại diện, quảng cáo, hoạt động thương mại đều mời Thái Thái. Bởi vì phí phải trả của Thái Thái và A Nhã đều gần giống nhau, nếu đã cùng phải tốn tiền, mọi người đương nhiên sẽ chọn Hoa hậu. Hơn nữa mặc dù A Nhã không nổi tiếng như Thái Thái, nhưng cũng là người xếp thứ hai, cô ta cũng không thể hạ thấp giá trị của bản thân, nếu hạ quá thấp thì sẽ mất giá, sau này sẽ thấp hơn Thái Thái một đẳng cấp, đây là kết quả cô ta không chấp nhận được. Vậy nên A Nhã thả ít người thuê còn hơn là hạ giá. Cứ như vậy, các hoạt động thương mại của Thái Thái càng ngày càng nhiều, kiếm được càng ngày càng nhiều tiền, danh tiếng ngày càng đi lên. Còn A Nhã thì mãi xếp thứ hai, địa vị chỉ vậy thôi. Vậy nên A Nhã hận Thái Thái đến tận xương tận tủy, một lòng muốn bám vào đại gia, tìm một người có tiền nâng đỡ cô ta, gạt Thái Thái xuống. Hôm nay lại gặp Thái Thái ở cửa nhà hàng này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thái Thái trẻ như vậy, cô ta liền biết, đây nhất định là thiếu gia nhà giàu nào đó mà Thái Thái bám vào. Có điều thiếu gia nhà giàu cũng chỉ là thiếu gia nhà giàu mà thôi, tài nguyên và thực lực mãi mãi không bằng ông chủ giàu có được. A Nhã thích tìm một ông chủ giàu có, cho dù có già một chút thì cũng chẳng vấn đề gì, mấy người đàn ông có tuổi mới không tiếc tiền, càng dễ lừa gạt. A Nhã cười khẩy, nói nhỏ với Thái Thái. Đây là đại gia cô mới tìm được à, cũng chẳng ra sao cả. Thái Thái nhíu mày nói. Cô nói linh tinh gì vậy, anh ấy là bạn tôi. Thái Thái vô cùng phản cảm với chuyện này, đương nhiên rồi, Thái Thái có thể xếp thứ nhất là vì có người nâng đỡ cô ấy, trong cái ngành này nếu như không có chống lưng thì rất khó có thể vươn lên. Thái Thái quen một chị đại lắm tiền, chị ấy đối xử với cô ấy rất tốt, luôn nâng đỡ cô ấy. Hơn nữa mục đích chị đại nâng đỡ cô ấy là để Thái Thái kiếm tiền cho chị ấy, cùng nhau hưởng lợi, cũng không giống như đại gia khác. Nhiều ông chủ nâng đỡ người khác thường không có mục đích thuần khiết, vậy nên Thái Thái không muốn tiếp xúc với loại người ấy. Thái Thái có thể bộc lộ tài năng trong ngành này, ngoài nhờ quý nhân là chị đại kia giúp đỡ còn một phần dựa vào vận may và sự nỗ lực của cô ấy. Loại như A Nhã, mặc dù điều kiện không tồi, nhưng vẫn luôn kém hơn Thái Thái. Vậy nên cô ta chẳng bao giờ có thể bằng Thái Thái đâu. A Nhã lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng mắng một câu giả bộ ngây thơ, bạn bè á. Bản thân làm gì ai chẳng biết, có khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp thế này, không nhân lúc còn trẻ đi tìm chỗ dựa, về sau già rồi, không còn nhan sắc thì còn ai thèm quan tâm đến cô nữa.
A Nhã nói với Thái Thái. Mấy người chuẩn bị đến đây ăn cơm à? Đặt bàn trước chưa? Nhà hàng há cảo này không phải ai cũng đặt bàn được đâu. Hơn nữa khách đông vô cùng, người bình thường không đặt được đâu. A Nhã cũng không nói sai, nhà hàng há cảo này không nhận đặt bàn trước kiểu bình thường, không có điện thoại, cũng không có thông tin trên mạng. Người bình thường không thể nào đặt bàn được, nếu như không đặt bàn thì đến khi gọi đồ ăn sẽ không có chỗ ngồi, thậm chí chỗ ngồi phải xếp hàng đến một tuần lễ. Mà những người thường đến đây ăn là vì quen giám đốc, hoặc được một số người có thân phận đặc biệt giới thiệu mới có thể đặt bàn. A Nhã nhìn người đàn ông hói đầu bên cạnh nói, giới thiệu một chút, đây là ông chủ của công ty truyền thông Tật Phong, tổng giám đốc Đồng. Đồng Kế Phong tiến lên vươn tay ra muốn bắt tay với Thái Thái. Xin chào. Nhìn thấy bộ dạng dê xồm của Đồng Kế Phong, Thái Thái có hơi khó chịu, không duỗi tay ra, mà mỉm cười chào lại. Sắc mặt Đồng Kế Phong hơi đổi, có điều chẳng mấy chốc đã bình thường lại, mặt để lộ vẻ thất vọng, buồn bực. Vốn A Nhã đứng một mình thì thấy cô ta đẹp thật, nhưng so sánh với Thái Thái này thì đúng là một trời một vực. Thái Thái xếp thứ nhất đúng là có lý, dù sao nhan sắc và khí chất đều có thể đè bẹp đối thủ. Đồng Kế Phong vừa thấy Thái Thái không thích liền bỏ ý đồ kia, ông ta nói. A Nhã nói đúng đây, nhà hàng há cảo này là nhà hàng nhỏ, chỉ có phục vụ có người có chức có quyền, cho dù là nhà hàng có sao Michelin thì cũng không cao cấp như vậy đâu. Vậy nên hai người nếu không đặt bàn thì không vào được đâu. A Nhã cười ha ha nói, tổng giám đốc Đồng, anh đặt bàn trước rồi phải không? Đồng Kế Phong ôm eo cô ta, nham hiểm nói, đương nhiên rồi, phải đặt trước một tuần ấy. Tổng giám đốc Đồng giỏi quá. Nói xong, hai người ôm eo nhau đi vào trong nhà hàng. Thái Thái đứng bên ngoài tỏ vẻ cạn lời, cô A Nhã này biết tỏ vẻ thật đấy, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Cần nhất thiết phải hơn thua với nhau không? Thôi anh Tần, chúng ta đổi chỗ khác để ăn đi. Tần Lâm nói, không cần đặt bàn trước đâu, chúng ta có thể đặt bàn ngay bây giờ. Á, có thể à, vừa nãy Tổng Giám Đốc Đồng chẳng phải nói rằng rất khó đặt bàn sao, ông ta phải đặt bàn trước cả tuần đó. Tần Lâm cười mỉm, ông ta là ông ta, tôi là tôi. Nói xong Tần Lâm rút điện thoại ra gọi cho Mạnh Văn Cương. Tất cả nhà hàng trên khắp Đông Hải đều có chút quan hệ với tập đoàn Mạnh Thị, nhà hàng này là một nhà hàng vừa nhỏ vừa ít người chú ý, nên nhất định không thể không nể mặt Mạnh Văn Cương được. Tiểu sư huynh, tôi là Mạnh Văn Cương. Sư đệ, tôi với bạn muốn ăn cơm ở nhà hàng há cảo, sư đệ có thể đặt bàn cho tôi được không? Được, tôi sẽ giúp sư huynh đặt bàn. Cúp máy xong, Tần Lâm đợi một lúc. Hai phút sau, Mạnh Văn Cương nhắn lại. Tiểu sư huynh. Tôi đã đặt bàn xong rồi, sư huynh chỉ cần nói đuôi số điện thoại và tên là được. Nói xong hai câu liền cúp máy, Tần Lâm và Thái Thái đi vào cổng. Hai nhân viên phục vụ ở cổng mặc sườn xám, nói. Xin hỏi anh có đã đặt bàn chưa ạ? Rồi, đuôi số điện thoại là 8888, họ Tần. Nhân viên phục vụ tra thông tin tên máy tín. Đuôi là 8888, xin chào, .ans Tần. Bàn mà anh đặt là bàn số 009 tầng 2, mời anh lên tầng. Hai người Tần Lâm đi vào, A Nhã và Đồng Kế Phong ở tầng trên đột nhiên nhìn thấy bọn họ, sau đó liền nhíu mày. Sao bọn họ vào đây được, chẳng nhẽ là lẻn vào. Vừa rồi bọn họ đều đã nói rất rõ ràng, nhà hàng há cảo này vô cùng cao cấp, đạt tiêu chuẩn 3 sao Michelin. Vậy nên người bình thường rất khó để đặt bàn trước. Hơn nữa vừa rồi mấy người bên Tần Lâm lại nó rõ ràng không đặt trước mà đến, cho nên chắc chắn bọn họ không thể nào vào được. Nhà hàng đông khách như vậy, không đặt trước đương nhiên sẽ không có chỗ. Ngay cả một ông chủ lớn như Đồng Kế Phong đã tìm rất nhiều mối quan hệ để đặt trước 7 ngày, hơn nữa đó cũng chỉ là một vị trí bình thường ở lầu 2. Mặc dù phong cảnh cũng khá ổn, nhưng chỗ ngồi của bọn họ lại là vị trí tệ nhất ở lầu 2. Hai người Tần Lâm và Thái Thái không hề đặt trước nhưng vẫn đi vào, chuyện này thật sự khá thú vị. Anh Tần, lúc nãy nói lầu bao nhiêu nhỉ? Bàn số 9 ở lầu 2 thì phải. Sau khi hai người họ bước vào liền đi thẳng lên lầu 2, sau đó tìm bàn số 9, trên bàn đã đặt sẵn hai bộ đồ ăn, xem ra là dành cho bọn họ. Hai người ngay lập tức ngồi xuống. Thực ra bọn họ không nhất thiết phải chọn vị trí chỗ ngồi, miễn thức ăn ngon là được. Đặc biệt là Tần Lâm, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng gặp qua chứ,
dù sao cũng là thiếu gia của một gia tộc hàng đầu Đông Hải, còn chuyện gì mà anh chưa trải qua nữa đây? Cộng thêm việc anh đã đi khắp mọi nơi với sư phụ nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng thấy qua không ít những nơi xa hoa, đương nhiên cũng đã tham dự nhiều yến tiệc ở các quốc gia khác nhau, đối với anh mà nói thì nhà hàng nhỏ này không là gì cả. Ngay khi hai người chuẩn bị ngồi xuống, Đồng Kế Phong chợt cau mày, chuẩn bị tiến đến ngăn cản. Lúc này, đột nhiên A Nhã ngăn Đồng Kế Phong lại. Tổng Giám Đốc Đồng, anh đừng ngăn cản bọn họ. Đồng Kế Phong chau mày, sao thế, đó là vị trí mà chúng ta đã đặt mà. A Nhã đột nhiên mỉm cười, anh nghĩ mà xem, tại sao bọn họ lại ngồi ở vị trí của chúng ta chứ? Đồng Kế Phong nhíu mày, sao anh có thể biết được? A Nhã tự cho mình thông minh, anh nghĩ đi, vừa rồi bọn họ đã biết tên của anh, chắc chắn lúc vào sẽ nói là đi cùng với ông Đồng, bằng không thì làm sao bọn họ có thể đi vào đây được chứ? Đồng Kế Phong nghe xong liền gật đầu, A Nhã này nói cũng có lý, nếu không như vậy thì làm sao bọn họ có thể vào đây được, căn bản không thể nào đặt bàn được trong thời gian ngắn như thế, cho dù có quan hệ như Đồng Kế Phong đây còn không được nữa là. Em nói đúng lắm, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? A Nhã cười nói, Livestream đi, một lát nữa em sẽ Livestream, để cho mọi người cùng biết được người mẫu nổi tiếng như Thái Thái lại dám mạo danh người khác đến đây ăn trực, anh thấy thế nào? Đồng Kế Phong cũng bật cười, chiều này tàn nhẫn đấy, cho dù không thể làm mất hình tượng nhưng cô ta cũng sẽ bị mất đi không ít fan. Vốn dĩ người mẫu đã có thân phận rất đặc biệt, một khi có chút tin tức tiêu cực thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc quảng cáo và làm đại diện. Một khi tin tức tiêu cực này được lan truyền ra ngoài, rất có thể Thái Thái sẽ bị mất đi một số quyền đại diện của các nhãn hàng, một khi cô ấy mất đi quyền đại diện thì chắc chắn nó sẽ lọt vào tay A Nhã. A Nhã cảm thấy vô cùng phấn khích khi nghĩ đến điều này. Tiếp theo cô ta lập tức lấy điện thoại ra để Livestream. Xin chào các tình yêu, tôi muốn Livestream với mọi người một chút, hôm nay tôi có vinh dự được mời Tổng Giám Đốc Đồng của công ty truyền thông Tật Phong đến đây dùng bữa, Tổng Giám Đốc Đồng chào mọi người đi nào. A Nhã đã quen với những chuyện như vậy, mỗi khi đi ăn với người nổi tiếng cô ta đều phải Livestream một chút. Để cho khán giả thấy được những người xung quanh cô ta toàn là nhân vật có tiếng. Hơn nữa, có nhiều lúc là do cô ta chi trả, để được dùng bữa với người nổi tiếng thì phải tốn ít tiền để sao tác. Thật ra lần này cùng Đồng Kế Phong đi ăn không phải là vì điều này, hơn nữa cô ta cũng có quan hệ đặc biệt với Đồng Kế Phong nên cũng không dám để lộ. Nhưng hôm nay cô ta lại muốn Livestream để chơi, Thái Thái một chút, vậy nên mới để ông ta lộ mặt trong Livestream. Sau khi bật Livestream, Đồng Kế Phong liền trở lại bình thường, hai người không có bất kỳ đụng chạm thân thể nào, chỉ giống như quan hệ hợp tác bình thường. Tổng Giám Đốc Đồng, nghe nói nhà hàng há cảo này rất khó đặt chỗ. Anh đã đặt trước bao lâu thế? Đồng Kế Phong liền nói, đúng vậy, nhà hàng này vô cùng cao cấp và ít người biết đến, vậy nên rất khó để đặt chỗ. Tôi đã đặt chỗ trước một tuần. Đồng Kế Phong vừa nói xong thì bên dưới bỗng có một tràn bình luận. Tôi đã từng nghe qua nhà hàng há cảo này, từ trước đến giờ vẫn chưa đặt chỗ được, hình như ở đó chỉ tiếp đãi những nhân vật đặc biệt mà thôi. Đúng vậy, chỉ những người có tiền và quyền lực mới có thể đến đó ăn, những người bình thường như chúng ta căn bản không thể nào đặt bàn được. Tuyệt thật đấy, thật sự là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nhìn xem nhà hàng há cảo này sang trọng đến nhường nào. Nhìn thấy đống bình luận bên dưới, A Nhã cảm thấy vô cùng thích thú. Sau đó nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi nói chuyện với Thái Thái, trên mặt cô ta bỗng lộ ra tia cười khẩy. Tổng Giám Đốc Đồng, chúng ta đặt bàn số mấy vậy nhỉ? A Nhã biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Đồng Kế Phong trả lời, bàn số 9 lầu 2. Bàn số 9, để tôi tìm thử xem. Thực ra A Nhã đã nhìn thấy bàn số 9 nhưng vẫn cố tình đi một vòng để cho mọi người xem được cách sắp xếp số bàn của nhà hàng này. Cuối cùng, khi nhìn thấy bàn số 9, cô ta đột nhiên inh ngạc lên tiếng. Ai ra, đây chẳng phải là Thái Thái sao, tại sao Thái Thái lại ở đây? A Nhã tìm một vị trí để đặt giá đỡ điện thoại, cố định góc nhìn để Livestream. A Nhã tiến lên phía trước, giả vờ tốt bụng hỏi. Thái Thái, sao cô lại ở đây? Thái Thái cau mày, cảm thấy hết sức kỳ lạ, chẳng phải lúc nãy vừa gặp nhau rồi sao, còn cố ý hỏi như vậy làm gì? Thái Thái không muốn để ý đến cô ta, nhưng vẫn không muốn trực tiếp lật mặt tại chỗ. A Nhã, cô có chuyện gì? A Nhã cười nói,
vừa nãy đứng ở cổng, tôi có nhớ là hình như cô không đặt bàn trước đúng không? Vậy cho tôi hỏi một chút, nếu cô không đặt trước thì tại sao lại vào được đây ăn thế? Thái Thái cau mày, đáp, vừa nãy chúng tôi đã đặt ở trước cổng, sao thế? A Nhã cười nói, đặt ở trước cổng à? Không thể nào, theo như tôi biết thì nhà hàng này phải được đặt trước ít nhất một tuần, hai người chỉ đặt trước vài phút, làm sao có chỗ được chứ? Vậy có khác nào vừa đến đâu? Thái Thái nhíu mày, tỏ ra không mấy vui vẻ. Rốt cuộc cô muốn nói gì? A Nhã này thật kỳ lạ, có vẻ như cô ta đang chơi trò gì đó. A Nhã cười nói, tôi không muốn nói gì cả, tôi chỉ rất tò mò mà thôi, vậy được rồi, cứ cho rằng cô đã đặt chỗ trước đi, nhưng cô đặt bàn số bao nhiêu thế, số 9 phải không? Thái Thái nói, đương nhiên, không thấy tôi đang ngồi ở bàn số 9 sao? A Nhã bật cười, cô ta chính là đang đợi câu nói này, để cho mọi người có thể thấy được Thái Thái là một người phụ nữ hư vinh như thế nào. Ồ, hóa ra là vậy. Phục vụ đâu, đến đây một lát. A Nhã gọi một nhân viên phục vụ đến, sau đó có một anh chàng đẹp trai chạy tới, hỏi một cách lịch sự. Thưa cô có chuyện gì ạ? Giúp tôi kiểm tra thử xem bàn số 9 này là do ai đặt. Giọng của A Nhã vô cùng lớn, mục đích là để thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Thái Thái cau mày, thầm nghĩ A Nhã này chắc bị điên mất rồi, bọn họ đã đặt xong chỗ cả rồi, tại sao cô ta còn ở đây lòe thiên hạ làm gì? Nhân viên phục vụ cũng ngẩn ra, tại sao lại phải kiểm tra chỗ ngồi của bọn họ chứ? Người ta đã ngồi xuống rồi, không phải chỗ của họ thì là chỗ của ai đây, chuyện này còn có thể nhầm lẫn được sao? Dường như A Nhã rất cố chấp về chuyện này, cô ta vẫn tiếp tục đòi kiểm tra. Không được, phải kiểm tra cho thật rõ, xem thử bàn này là do ai đặt. Nhân viên phục vụ có thể nhìn ra được đây chính là mâu thuẫn giữa khách hàng, bọn họ cũng không còn cách nào khác để xử lý tình huống này nên phải nhanh chóng đi kiểm tra. Chẳng mấy chốc đã có kết quả. Xin chào các vị, bàn số 9 này là do ông Đồng đặt. A Nhã đột nhiên bật cười. Ha, nhìn thấy chưa hả, đây là bàn do ông Đồng đặt trước, chính là bàn của Tổng Giám Đốc Đồng đây, hai người lại dám trơ cháo không biết nhục ngồi đây ăn trực, Thái Thái à, cô cũng buồn cười quá rồi đấy. Dù gì cô cũng là một người mẫu có tiếng, chỉ vì muốn ăn trực mà lại mạo danh để vào đây sao? Mất mặt quá rồi nhỉ? A Nhã nói như vậy, đương nhiên là khiến những người khác đều nhìn sang hóng chuyện, có rất nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình lại, hóa ra đây chính là Hoa hậu thế giới Thái Thái ư. Thái Thái đang giành chỗ ngồi với người khác sao? Chuyện này cũng kịch tính quá rồi. Ai ai cũng tò mò nhìn về phía bọn họ, đây là lần đầu tiên họ được xem các siêu mẫu đánh nhau. Thái Thái cau mày, sau đó nhìn Tần Lâm với vẻ đầy nghi hoặc. Tần Lâm cũng nhíu mày, cảm thấy có hơi khó hiểu. Cậu có chắc không, bàn tôi đặt chính là bàn số 9. Nhân viên phục vụ còn chưa kịp lên tiếng thì A Nhã đã cười khẩy, cô bớt làm trò lại đi. Căn bản các người còn không đặt bàn trước thì làm sao có thể là bàn số 9 được. Tổng Giám Đốc Đồng đã đặt chỗ trước một tuần, rõ ràng lúc nãy hai người đã ở ngoài nghe lén chúng tôi nói chuyện. Sau đó mới giả mạo là bạn của chúng tôi để vào đây. Các người cũng can đảm quá rồi đấy, giả vờ làm bạn chúng tôi thì thôi đi, lại còn giành cả chỗ của chúng tôi, sao nào, muốn ăn tối cùng tôi đúng không? Đáng tiếc là tôi lại không muốn ăn cùng mấy người, bây giờ thì xin mời hai người đi cho. A Nhã đã nhịn từ nãy, đến giờ mới chịu bộc phát ra, đây chính là thời khắc mà cô ta mong đợi. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ với vẻ giễu cợt. Thật là thú vị, dành nhau vị trí để dùng bữa, chuyện này thật sự tấu hài mà. Phần bình luận lập tức trở nên náo nhiệt. Thái Thái này là siêu mẫu số 1 đúng không, tại sao siêu mẫu lại không đặt được chỗ để ăn nhỉ? Nhà hàng này kinh như vậy sao? Đến cả siêu mẫu hạng nhất cũng không thể vào à? Thái Thái này thật buồn cười hết sức, lại còn ăn trực của A Nhã nhà chúng ta, đúng là rác rưởi mà. Nhanh chóng rời khỏi giới giải trí đi. Dù sao đó cũng là livestream của A Nhã, fan của A Nhã cũng tương đối đông, một khi xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ nhảy vào chửi mắng Thái Thái, đột nhiên đẩy được độ hot của phòng livestream này lên. Sau đó có rất nhiều người vào xem, không ngờ vừa vào lại thấy được các siêu mẫu đang đấu nhau, quả thực rất kích thích. Tần Lâm cau mày, sau đó đứng lên, nhìn nhân viên phục vụ rồi hỏi. Tôi họ Tần,
số đuôi là 8888, tôi cũng đã đặt trước rồi, mong anh kiểm tra cho. Nhân viên phục vụ nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi kiểm tra. A Nhã liền cười khẩy, anh Tấu Hải đấy à, bị muối mặt còn chưa đủ hay sao, mấy người đã bị tôi vạch trần rồi lại còn giả bộ làm gì, nếu như thật sự đã đặt chỗ thì còn phải ăn trực của chúng tôi ư. A Nhã hùng hổ hăm dọa, nói toàn những lời khó nghe. Tần Lâm cau mày, hừ lạnh một tiếng. Ăn là một bữa ăn thôi, có gì mà cao siêu đâu chứ. A Nhã hừ lạnh một tiếng, sao thế, tôi cảm thấy hơn anh đấy thì sao, đừng chỉ nhìn thấy một nhà hàng nhỏ như vậy, các người còn không đặt được chỗ, chẳng phải mấy người cũng đang giả vờ sao, nếu không thì cứ nhất quyết đòi vào đây làm gì. Đâu phải không ăn được chỗ khác, lại còn vào đây ra vẻ ta đây. Chỉ đáng tiếc là chữa lợn lành thành lợn què, bị tôi phát hiện rồi đúng không? Cách nói của A Nhã thật khiến cho Tần Lâm cạn lời, như thế này mà cũng được gọi là siêu mẫu sao, cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Thái Thái. A Nhã vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền dẫn theo một người đàn ông mặc Âu phục chạy đến. Người đàn ông nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Lâm rồi nói. Cậu Tần, thật xin lỗi, tôi là quản lý. A Nhã liền trở nên kinh ngạc, quản lý đến đúng lúc lắm, bọn họ đã mạo danh chúng tôi để vào đây, mau chóng đuổi bọn họ ra ngoài đi. Quản lý cau mày, hơi bực mình nhìn A Nhã, nhưng vẫn không thèm để ý đến cô ta, sau đó nói với Tần Lâm. Cậu Tần, thật xin lỗi, bàn mà cậu đặt không phải ở đây. A Nhã cau mày, ông nói gì? Anh ta có đặt chỗ sao? Ông không nhầm đấy chứ, tại sao bọn họ lại đặt trước được? Quản lý lại một lần nữa cảm thấy bực dọc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho A Nhã. Đương nhiên cậu Tần có đặt bàn số 9, nhưng lại là bàn số 9 ở lầu 3 trong hội trường cao cấp. A Nhã sững ra một lúc, những người khác cũng ngẩn ngơ theo. Hội trường cao cấp. A Nhã đã từng đến nhà hàng này một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được nghe thấy lầu 3 có hội trường cao cấp. Từ khi nào mà các người lại có hội trường cao cấp này? Quản lý cười khẩy, chúng tôi vẫn luôn có hội trường cao cấp, các vị không biết là do các vị vẫn chưa đủ tư cách mà thôi. Sắc mặt A Nhã đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể đạt được vị trí ở hội trường cao cấp, rốt cuộc anh có thân phận như thế nào chứ? Lúc này, trông A Nhã hệt như một trò hề vậy, không biết trốn vào đâu cho đỡ nhục, cô ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Quản lý liền nói, cậu Tần, hay là chúng ta lên lầu nhé? Lúc này đồ ăn Tần Lâm gọi đều đã lên rồi, Thái Thái liền nói, hay là chúng ta ở đây ăn đi, không lên đó nữa, tôi thấy ở đây cũng khá tốt. Vốn dĩ cảm thấy không khí ở nhà hàng này khá tốt, chỗ ngồi bình thường cũng vô cùng thoải mái, mặc dù hội trường cao cấp sẽ còn hơn như thế, nhưng lại sợ rằng lên đó rồi lại làm mất đi khẩu vị. Quản lý lập tức nói, được thôi, vậy thì tôi sẽ đổi chỗ của cậu qua một bàn số 9 bình thường. Quản lý vừa dứt lời, A Nhã liền lập tức cảm thấy khó xử. Lúc này bọn họ đã không còn đặt trước nữa rồi, cũng không có chỗ ngồi, còn bàn số 9 lại bị quản lý cưỡng chế chuyển cho Tần Lâm. Sắc mặt A Nhã bỗng trở nên khó coi, còn chúng tôi thì sao, chúng tôi đã đặt trước bàn số 9. Quản lý tỏ ra lạnh nhạt, theo như quy định, chúng tôi sẽ ưu tiên phục vụ khách hàng VIP, nếu như cậu Tần đồng ý cho cô bàn số 9 trên lầu thì cô có thể lên đó. A Nhã cắn môi, sau đó nhìn sang Tần Lâm và Thái Thái, lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Thật mất mặt quá rồi, nếu cô ta muốn thì người khác phải đưa cho cô ta mới được. Thái Thái nhìn A Nhã rồi nói. Không sao đâu, chúng tôi cũng không lên trên, cứ để cho bọn họ lên đi. Quản lý vẫn nói với vẻ mặt lạnh lùng. Thưa cô, nếu cô đã nói có thể thì hai người có thể lên lầu được rồi, nhưng trên lầu phải có mức tiêu tối thiểu, hai vị nên xem qua một chút. A Nhã thực sự vô cùng vui mừng, vừa nghe được có thể lên lầu, sắc mặt đột nhiên trở nên tươi tắn. Tầng trên là hội trường cao cấp, sang trọng hơn rất nhiều so với ở đây. Vốn dĩ tìm đến nhà hàng há cảo này ăn chỉ để ra vẻ giàu có mà thôi, đương nhiên phải giả cho càng giống thì càng tốt. Xem thường ai đấy, chẳng qua là mức tiêu tối thiểu thôi mà, ông có biết người bên cạnh tôi là ai không, là tổng giám đốc Đồng đấy. Quản lý mỉm cười, thất lễ rồi, vậy mời hai vị lên cho. Thực ra quản lý hoàn toàn không biết tổng giám đốc Đồng này là ai, nhưng bọn họ đã chấp nhận mức chi tối thiểu thì cho lên trên cũng không sao cả, vừa hay có thể xoa dịu được xung đột của ngày hôm nay.
A Nhã bỗng nhớ ra rằng cô ta vẫn còng đang livestream, sau đó vội vàng chạy đến chỗ Già đỡ lấy điện thoại lên. Cảnh tượng vừa rồi đều đã bị mọi người nhìn thấy, lúc này trong phòng livestream đã đầy những bình luận chửi rủa. Streamer đang giả vờ không hiểu đó sao? Ha ha, cô streamer này buồn cười thật đó, kết quả người ta lại là nhân vật lớn à? Nếu không phải Thái Thái thương hại thì cô đã bị đuổi ra ngoài rồi, còn giả vờ giả vịt làm gì nữa, ha ha. Giới người mẫu cũng bẩn thật đấy nhỉ, đấu đá lẫn nhau, thật là nhàm chán mà. Mặc dù vẫn có một số fan ủng hộ A Nhã, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng A Nhã giả vờ vừa rồi, tuy Thái Thái vẫn chưa làm gì nhưng cô ta vẫn cứ hung hăng đe dọa, một chút phong cách cũng không có. A Nhã cắn răng cười mấy tiếng, các tình yêu của tôi ơi. Lúc nãy chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi, bây giờ tôi và Tổng Giám Đốc Đồng lên hội trường cao cấp đây, chắc nhiều người cũng chưa được đến nhỉ, vừa hay tôi có thể cho mọi người chiêm ngưỡng. Đồng thời A Nhã cũng gửi cho nhóm fan của cô ta vài bao lì xì, để bọn họ nhanh chóng hòa theo cô ta, cũng coi như giảm bớt những lời chửi rủa. Thật sự là hội trường cao cấp sao? Tôi muốn được nhìn thấy. Đừng nói là hội trường cao cấp, đến cả nhà hàng há cào tôi còn chưa được vào. Phải cùng streamer xem mới được. Không khí ở trên lầu đương nhiên tốt hơn bên dưới rất nhiều. Vừa bước lên lầu, bầu không khí trong phòng livestream lập tức trầm xuống. Hội trường cao cấp trên lầu được bài trí khá sang trọng, tủ rượu lớn với nhiều loại rượu như Lafite, Remy Martin, Mao Đài, Ngũ Lương Dịch và các loại rượu khác nhau, chúng đều là những thương hiệu nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ tủ rượu lớn này cực kỳ cao cấp. Khiến cho người ta hoa cả mắt, dường như ở đây loại rượu nào cũng có, chỉ có điều anh có tiền để uống không thôi. Hai bên tủ rượu bố trí một vài bàn ăn rải rác, không khí vô cùng thoáng đãng, không làm phiền lẫn nhau. Bộ dụng cụ ăn uống vô cùng cao cấp, vô cùng bắt mắt. A Nhã hết sức vui mừng, nhanh chóng ngồi xuống rồi bắt đầu livestream. Các tình yêu, nhìn hội trường cao cấp của nhà hàng há cảo này đi, ở đây sẽ có mức chi tối thiểu. Không phải ai muốn đến ăn cũng được đâu. Khi A Nhã đang mỉm cười giới thiệu, bỗng có nhân viên phục vụ đi đến đưa cho hai người khăn tay để lau trước bữa ăn rồi nói. Thưa cô, tôi muốn giới thiệu sơ qua một chút, hội trường cao cấp của chúng tôi phải có mức chi tiêu tối thiểu là 180.000 tệ một người, bao gồm cả thức ăn và đồ uống, cho dù không đến mức chi tối thiểu thì chúng tôi vẫn theo quy định thu 180.000. Cái gì? Đồng Kế Phong đột nhiên đập bàn đứng dậy. 180.000, điên rồi sao? Nhà hàng nào mà lại có mức chi tối thiểu là 180.000 chứ? Một bữa ăn cho hai người lại tốn tận 360.000 cơ à? Ông chủ nhỏ như Đồng Kế Phong hoàn toàn không thể nào kham nổi. Đồng Kế Phong đứng dậy, định rời đi. Sắc mặt A Nhã trở nên khó coi, dù gì cũng đang livestream, nếu cô ta bỏ đi như vậy thì thật sự quá xấu hổ rồi. Vốn dĩ lúc nãy cô ta đã mất mặt một lần rồi, đương nhiên A Nhã không muốn bị thêm lần nữa. Cô ta nhẹ nhàng duỗi chân ra, đá vào Đồng Kế Phong một phát, sau đó thẻ lưỡi trêu chọc. Đồng Kế Phong nhìn bộ dạng của A Nhã, hơi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một hồi. Sau đó cắn lưỡi ngồi xuống. Được thôi, 180.000 thì 180.000. Bữa ăn này chỉ giá 360.000 tệ. Đồng Kế Phong nhất định sẽ bắt A Nhã lên giường để đền bù cho ông ta. Sau khi cả hai ngồi xuống, sắc mặt A Nhã cũng đã dịu đi rất nhiều, sau đó hai người bắt đầu gọi món. 360.000 chỉ là mức chi tối thiểu mà thôi, căn bản chỉ tùy tiện gọi một ít, thậm chí chỉ có thể gọi được hai chai rượu nổi tiếng mà thôi. Đầu tiên A Nhã gọi một chai Lafite và một số món ăn như gan ngỗng, cá ngừ vây xanh, v.v. Chẳng mấy chốc. Các món ăn cao cấp đã được mang lên, rượu vang đỏ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai người uống một hớp rượu, một hương vị nhẹ nhàng lan tỏa khắp khoang miệng. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy vui vẻ, Đồng Kế Phong có rượu ngon, lại còn được ngắm người đẹp, đúng là tiền nào của nấy. Mặc dù có hơi đắt một chút, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó. Sau khi A Nhã livestream một hồi, không khí trong phòng livestream lại trở về như cũ. Chỉ còn mấy bình luận bảo rằng A Nhã giả giàu, cũng không còn ai nói về Thái Thái nữa rồi. Sau ba lần rót rượu, bởi vì rượu ngon nên A Nhã đã uống rất nhiều, cả hai đều uống một cách vui vẻ, A Nhã có tửu lượng khá tốt, nhưng đã có chút hơi men rồi.
Cô ta đứng dậy lắc lư rồi nói với mọi người trong phòng Livestream. Rượu ngon như vậy, có lẽ cả đời Thái Thái cũng chưa từng được uống qua, hôm nay tôi sẽ kính cô ta một ly, xem biểu hiện của cô ta như thế nào, ha ha ha. A Nhã trông hệt như một nhân vật phản diện, cô ta cầm ly rượu định đi xuống lầu. Tay trái cầm rượu, tay phải cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại chuyển góc độ. Đột nhiên cô ta bị vấp chân trái với chân phải, tay trái cầm rượu, tay phải cầm điện thoại, đều không nỡ ném cả hai đi. Do dự một lúc liền ngã nhào xuống đất. Trực tiếp tông vào tủ rượu. Tủ rượu nghiêng dần, từ từ đổ xuống. Nhân viên phục vụ và những vị khách khác đều cảm thấy sợ hãi. Mau, mau lên. Nhưng mọi người có la hét thế nào cũng chẳng có ích gì, tủ rượu cứ như những quân cờ domino, lần lượt ngã xuống. Ầm ầm ầm. Hơn chục tủ rượu đồng loạt vỡ nát, ngã sập xuống đất. Các mảnh chai rượu văng khắp nơi, sàn nhà chỉ toàn những mảng màu rượu vang đỏ và trắng. Tất cả nhân viên phục vụ và quản lý đều như chết lặng. Toang rồi. Mau bắt người phụ nữ đó lại. Tủ rượu không đáng tiền, nhưng bên trong đó toàn là rượu quý. Một khi bị vỡ thì không thể nào đền nổi, vậy nên bọn họ mới nhanh chóng bắt hung thủ lại, không được để cho người phụ nữ đó chạy thoát. Một vài nhân viên phục vụ nhanh chóng bao vây A Nhã lại. Tất cả chỗ rượu này trị giá hơn 10 triệu, nhất định phải tìm người để bồi thường. Hơn 10 triệu tiền rượu, gia đình bình thường làm sao có thể chi trả được chứ? Đồng Kế Phong nhìn thấy cảnh tượng này, liền tỉnh táo ngay lập tức, tử lượng của ông ta tốt hơn A Nhã rất nhiều, sau đó ông ta đứng dậy, đi về phía đám đông rồi nhanh chóng bước xuống lầu. Một số người nhìn thấy Đồng Kế Phong rời đi nhưng không ai quan tâm. Chỉ cần bắt lấy A Nhã là được. A Nhã bị ngã cũng nặng, ngã đến nỗi tỉnh cả rượu. Nhìn tủ rượu trước mặt bị đổ vỡ hết, A Nhã vô cùng sợ hãi. Đương nhiên cô ta biết rượu trong này bao nhiêu tiền, một chai ít nhất cũng phải 5-60 nghìn, đắt cũng phải 2-300 nghìn, làm đổ nhiều rượu như vậy chắc chắn phải cỡ chục triệu. Cô ta làm sao đền nổi? A Nhã hoảng hốt đứng lên. Tôi không cố ý. Quản lý bước tới, vẻ mặt lạnh lùng. Xin lỗi cô, cho dù cô có cố ý hay không thì vẫn phải bồi thường. Tôi, anh Đồng. A Nhã quay đầu lại, muốn gọi Đồng Kế Phong lại để đền tiền nhưng lúc quay lại chẳng thấy Đồng Kế Phong đâu cả. A Nhã hoang mang. Đâu rồi, bạn trai tôi đâu rồi? Bạn trai tôi đi đâu rồi? Nói xong A Nhã định chạy xuống lầu nhưng có mấy người phục vụ và bảo vệ đã cản cô ta lại. Thưa cô, bạn trai của cô đã đi rồi, cô không thể đi. A Nhã lúng túng, sao có thể, sao bạn trai tôi lại đi được? Các người nói láo, mau tránh ra cho tôi, các người biết tôi là ai không? Quản lý hừ một tiếng, tỏ thái độ cứng rắn. Cho dù cô là ai, nếu cô không đền 10 triệu tiền rượu thì hôm nay cô đừng nghĩ đến việc bước chân ra khỏi cửa. Quản lý nói với người phục vụ đứng bên cạnh. Báo cảnh sát đi, để cô ta vào đồn cảnh sát mấy hôm rồi nói tiếp. Vừa nghe đến việc phải vào đồn cảnh sát, A Nhã sợ hãi, nếu vì tranh chấp dân sự như thế này mà vào đồn cảnh sát sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sau này của cô ta. A Nhã vội vàng nói, đừng báo cảnh sát, chúng ta thương lượng trước đã. Quản lý hừ lạnh một tiếng, cô biết điều sớm như vậy có phải tốt không, ngồi xuống đi. Quản lý cũng không gấp, kéo A Nhã ngồi xuống rồi nói. Chỗ rượu này ít nhất phải hơn 10 triệu, tôi cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Chỉ cần cô đền đủ 10 triệu trong một lần trả, cho cô thời gian một tiếng, nếu không nhận được tiền chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Quản lý cũng không dám giữ cô ta lâu, nếu sau một tiếng mà vẫn không nhận được tiền thì chỉ còn cách báo cảnh sát. A Nhã cuống quýt gọi điện thoại cho Đồng Kế Phong, nhưng gọi mấy cuộc ông ta vẫn không nhận, sau đó tắt máy luôn. Mẹ kiếp! A Nhã tức giận chửi một câu, bây giờ mới định thần lại, nhớ đến việc vẫn đang livestream. Vội vàng nhặt chiếc điện thoại đang livestream ở dưới đất lên, thấy kênh chat đã bùng nổ. Vãi trưởng Bremer này, A Nhã chất thật đấy. Tủ rượu 10 triệu, độ hot tăng chóng mặt. Đừng làm loạn nữa, có phải là diễn không vậy? Nếu phải đền 10 triệu thật, ai mà có nhiều tiền vậy chứ? Nhà hàng há cảo phải không, để tôi đi hóng, nửa tiếng nữa là đến nơi. Tôi cũng đi, để tôi gọi thêm mấy tay nhà báo cùng đến nữa. Mọi người tranh nhau bình luận, có vẻ như rất kích động, ai cũng muốn đến hóng Dreamer. A Nhã hoảng rồi,
đã mất mặt lắm rồi, nếu lát nữa đám dân cư mạng này lại dắt phóng viên đến thật thì không biết chui mặt vào đâu. Vội vàng gọi cho công ty quản lý. Alo, chị Trương, em đang có chút rắc rối, em vừa làm đổ một tủ rượu, phải đền 10 triệu, em muốn vay ít tiền. Chị Trương, dù gì em cũng phục vụ cho công ty lâu như vậy, mượn một chút tiền cũng không được sao. Vậy thôi. A Nhã nói vài câu, vốn cũng muốn chửi vài câu cho bõ tức, nhưng dù gì cũng chẳng có tác dụng, cô ta chỉ là một người mẫu nhỏ bé, không dám tranh chấp với công ty. A Nhã lướt điện thoại một lúc, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hết cách rồi, chỉ còn cách gọi điện thoại cho Thái Thái thôi. Thái Thái đang ở dưới lầu. A Nhã gọi điện thoại cho Thái Thái, vài giây sau Thái Thái mới nghe. Cái gì? Thái Thái hời hợt trả lời, dù gì vừa rồi bọn họ mới xảy ra xung đột, đương nhiên là không mặn mà gì cho cam. Giọng của A Nhã vô cùng dịu dàng, Thái Thái, chúng ta là chị em cùng hội cùng thuyền, cô không chấp phạt tôi chứ, cô quên trước đây lúc chúng ta còn ở trong ký túc xá đến cơm không có mà ăn phải chia nhau gói mì tôm sao? A Nhã bắt đầu đánh bài tình cảm, bên Thái Thái cũng im lặng. Nghĩ lại ngày trước bọn họ sống trong ký túc xá chật hẹp cùng nhau phấn đấu, lúc đó tính tình A Nhã cũng tốt, bọn họ không có tiền ăn cơm, A Nhã mua một thùng mì tôm về chia cho Thái Thái cùng ăn. Sau đó bọn họ dần dần hot lên, nên mới bắt đầu đố kỵ lẫn nhau. Thái Thái nói, cô muốn làm cái gì thì cứ nói thẳng. Nghe thấy giọng Thái Thái dịu đi ít nhiều, A Nhã vội vàng nói. Cô lên đây một chút được không, tôi đang có chút việc trên này. Thái Thái ngắt điện thoại, một lúc sau mới bước lên lầu. Nhìn thấy trên mặt đất toàn là rượu và thủy tinh vỡ, Thái Thái ngây người. A Nhã, cô làm gì vậy? A Nhã khóc lóc thảm thương, vừa nãy tôi không cẩn thận bị ngã thế là làm đổ tủ rượu, bây giờ bọn họ bắt tôi phải đền 10 triệu, nhưng tôi lấy đâu ra lắm tiền như thế chứ hu 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 hu. A Nhã khóc vô cùng thương tâm, mặc dù có nét diễn nhưng mà cô ta thực sự vừa sợ hãi vừa đau lòng. Thái Thái chau mày, 10 triệu, tôi làm gì có 10 triệu chứ? A Nhã ngẩng đầu lên, thút thít nói với Thái Thái. Không phải cô quen đại gia sao, đi thương lượng với anh ta đi. Thái Thái chau mày, cô hiểu lầm rồi, anh ấy là bác sĩ khám bệnh cho tôi, bọn tôi quen nhau trên máy bay. A Nhã nói, đừng đùa nữa Thái Thái, bác sĩ mà có thể đạt được hội trường cao cấp. Chỗ này vốn là của các cô, nếu không đổi vị trí cho các cô thì chẳng phải tôi cũng không làm gặp phải chuyện lớn như thế này. Thái Thái, cô thương xót tôi đi, giúp tôi một lần này được không? A Nhã rất giỏi điều khiển cảm xúc, ra vẻ đáng thương. Lại thêm việc Thái Thái cũng nể tình những ngày tháng cùng đồng cam cộng khổ trước đây nên cũng có chút đồng cảm. Để tôi đi hỏi, xem có giúp cô giảm giá được không? Thái Thái mang suy nghĩ nặng nề xuống lầu, đi đến chỗ Tần Lâm thấp giọng nói. Anh Tần, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Vừa rồi Tần Lâm đã nghe thấy tiếng động lớn trên tầng, nhưng cùng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Thái Thái nói. Vừa rồi A Nhã không cẩn thận ngã ở trên lầu, làm đổ tủ rượu, bây giờ phải đền 10 triệu. Anh Tần, anh có quen ông chủ của bọn họ không? Có thể giúp tôi nói giảm tiền xuống một chút được không? Càng nói, giọng Thái Thái càng nhỏ, vô cùng ngại ngùng. Dù gì cô ấy và Tần Lâm cũng không thân thiết lắm, lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm cùng đã xin xỏ người ta đúng là nói không nên lời. Tần Lâm cười nhạt, cô gái đó gây khó dễ cho cô như thế. So bì tị nạnh với cô từng tí một mà cô vẫn muốn giúp cô ta sao? Thái Thái thở dài, dù gì trước đây cũng là chị em cùng nhau phấn đấu, có thể giúp được thì giúp thôi, mặc dù cô ta có nhiều chỗ không phải, nhưng tôi không thể đứng nhìn cô ta tuyệt vọng như vậy được. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, Thái Thái đúng là con người lương thiện. Người đẹp tốt bụng đúng là từ dùng để miêu tả cô ấy. Thái Thái cắn môi nói, hai năm nay tôi làm người mẫu cũng kiếm được một ít tiền quảng cáo. Để dành được hơn 1 triệu, vốn định mua nhà, nhưng bây giờ để cho cô ta mượn trước đi. Tần Lâm cười khổ, xoa đầu Thái Thái. Được rồi, không cần đâu, không có gì to tát cả, để tôi giúp cô hỏi thử. Tần Lâm gọi điện thoại cho Mạnh Văn Cương, nói vài câu đơn giản, Mạnh Văn Cương cười nói. Tiểu sư huynh yên tâm, tôi sẽ hỏi giúp tiểu sư huynh ngay đây. Tầm 10 phút sau, một chiếc Audi A8 đỗ trước cửa. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, vội vã bước nhanh lên lầu. Quản lý và phục vụ nhìn thấy đều hoang mang. Ông chủ! Đây không phải ông chủ sao? Sao đột nhiên lại đến đây chứ?
hơn nữa còn có chút luống cuống. Chẳng lẽ ông chủ biết chuyện tủ rượu ở tầng 3 bị đổ vỡ? Chắc không phải chứ, ông chủ của bọn họ cũng là nhân vật có quyền có thế, 10 triệu đối với ông ấy là cái gì, không đến nỗi phải vội vàng như vậy. Ông chủ bước nhanh lên lầu 2, nhìn thấy Tần Lâm và Thái Thái liền hỏi thử. Cậu có phải là cậu Tần không? Tần Lâm nói, là tôi. Chào cậu, tôi là ông chủ của nhà hàng này, tôi họ Phùng, ngại quá để cậu đợi lâu rồi, tôi nghe nói bạn của cậu làm vỡ mấy chai rượu, hình như có chút hiểu nhầm, tôi phải đích thân đến đây xem thử. Tần Lâm cười, ông chủ Phùng, ông cứ lên trên xem đi, cả tủ rượu đều vỡ rồi. Ông chủ Phùng khoát tay tỏ vẻ không quan tâm, không sao đâu, vài chai rượu thôi mà. Mặc dù giá trị phải hơn 10 triệu, nhưng đối với ông chủ Phùng thì chỉ là chuyện nhỏ. Được trò chuyện với Tần Lâm, trao đổi số điện thoại và làm quen với anh là ông chủ Phùng đã cảm thấy rất may mắn rồi. Quản lý nhanh chóng đưa A Nhã xuống. A Nhã nghe nói không cần phải đền tiền nữa liền vô cùng ngạc nhiên, ít nhất cũng phải trên 10 triệu đó. A Nhã cũng đã chuẩn bị tinh thần đền tiền, nếu không được thì sẽ đi vay mượn khắp nơi, hoặc là sẽ thế chấp nhà. Bạn của Thái Thái có thể giúp thì cũng chẳng giúp được nhiều, giảm nửa giá là giỏi lắm rồi. Nhưng không ngờ lại được miễn phí luôn. 10 triệu đó, nói miễn phí là miễn phí sao, thân phận của người đàn ông này đúng là không bình thường mà. A Nhã ngày càng đố kỵ với Thái Thái, tại sao chứ, dựa vào cái gì mà cô ấy có thể tìm được một đại gia vừa trẻ lại vừa tài giỏi như vậy. Còn đại gia mà cô ta tìm được thì toàn bỏ cô ta giữa đường. A Nhã ngủ với ông ta mấy lần rồi, vậy mà vẫn bỏ cô ta lại để chạy, A Nhã tức muốn chết đi được. A Nhã, không sao rồi, cô có thể đi rồi đó. A Nhã lạnh nhạt nhìn Thái Thái một cái, nói tiếng cảm ơn rồi đi. Ánh mắt đó khiến Tần Lâm có chút khó chịu, lạnh lùng nói, Thái Thái, có một số người hình như không cảm kích cho lắm đâu. Vẻ mặt Thái Thái lúng túng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi bỏ đi, cảm ơn anh Tần. Tần Lâm cũng không nói gì, dù gì anh cũng chỉ giúp Thái Thái thôi, còn A Nhã có đức hạnh gì chứ, Tần Lâm chẳng thèm quan tâm cô ta. Sau khi hai người ăn cơm xong liền đi dạo xung quanh. Tần Lâm nói, buổi tối cô ăn có 4 cái há cảo, không đói sao? Mặc dù Thái Thái rất gầy, nhưng dù gì cũng gần 1m8 nên chắc lượng thức ăn cũng không ít, ăn mỗi ít như vậy sao có thể chịu đựng được chứ? Thái Thái cười, hai hôm nữa tôi phải tham gia cuộc thi, không được ăn nhiều, phải khống chế lượng thức ăn. Ồ, hai ngày nữa phải thi đấu sao? Cuộc thi gì vậy? Tần Lâm hỏi. Là cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu châu Á, mỗi tỉnh sẽ có một người được tham gia vòng chung kết. Tần Lâm gật đầu, với năng lực của cô, vòng tuyển chọn này chắc không thành vấn đề đâu. Thái Thái cười rồi gật đầu, chắc không thành vấn đề, hơn nữa ở tỉnh Hán Đông này cũng chẳng có đồng nghiệp nào giỏi hơn tôi cả. Trong ngành này mặc dù cạnh tranh rất ác liệt nhưng Thái Thái cũng nổi tiếng, hơn nữa còn có thành tích, quan hệ rộng, chỉ là vòng tuyển chọn thôi, chắc không có đối thủ nào đáng gờm. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, thì đột nhiên điện thoại của Thái Thái kêu lên. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1, 2, 3, 4. Bằng 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 bằng. Xin lỗi anh Tần, tôi đi nghe điện thoại. Nói xong, Thái Thái bắt máy. Chị Triệu, cái gì, nhà tài trợ của em rút lui rồi sao? Thái Thái có chút không chịu được, nhà tài trợ đang yên đang lành tự nhiên lại rút lui. Bên kia điện thoại nói, Thái Thái, có chuyện này chị phải nói với em. A Nhã đăng ký thi ở tỉnh Hán Đông chúng ta. Thái Thái chau mày, cái gì, A Nhã sao lại đăng ký thi ở tỉnh Hán Đông? Cô ta có phải là người của tỉnh Hán Đông đâu? Chị cũng không biết, dù gì A Nhã cũng đăng ký rồi, có vài nhà tài trợ chạy sang bên A Nhã rồi, em cũng không cần lo, em liên hệ với vài nhà tài trợ khác xem, cuộc thi tuyển chọn lần này ai nhiều nhà tài trợ hơn thì thắng, em hiểu chưa? Thái Thái gật đầu, em biết rồi chị Triệu. Nói xong liền cúp máy. Tần Lâm nhìn thấy Thái Thái mặt mày ủ rũ, hỏi, sao mà ủ rũ thế? Thái Thái thở dài, không biết có chuyện gì mà A Nhã lại chạy sang Hán Đông để đăng ký. Trước đây cô ta đăng ký thi ở tỉnh Nam Giang, ở Nam Giang cô ta cũng không có đối thủ. Cuộc thi tuyển chọn nắm chắc phần thắng rồi, không biết tại sao lại quay lại đây.
Tần Lâm cũng có chút tò mò, trước đây cô ta là người Hán Đông. Thái Thái gật đầu, đúng vậy, trước đây cô ta là người tỉnh Hán Đông, nhưng vì để tránh cạnh tranh với tôi, nên đã cố ý chuyển hộ khẩu sang tỉnh Nam Giang, như vậy cả hai người đều có thể cùng vào chung kết, hôm nay không biết làm sao lại chạy sang tỉnh Hán Đông. Tần Lâm nhớ đến ánh mắt trước khi rời đi của A Nhã, cười lạnh một tiếng rồi nói. Cô A Nhã này e là muốn đối đầu với cô rồi. Hả, không phải chứ, Thái Thái không thể nào hiểu nổi, dù gì mới vừa nãy cô ấy mới giúp A Nhã, sao có thể lấy oán báo ân chứ? Thái Thái gọi điện thoại cho A Nhã, tút tút vài tiếng rồi bị ngắt, lần thứ hai thì không gọi được luôn. Thái Thái chau mày, mặc dù không muốn tin nhưng rõ ràng là bây giờ A Nhã đang muốn đối đầu với cô ấy. Đố kỵ, vừa rồi ở trong nhà hàng, nếu không phải Thái Thái giúp cô ta thì e rằng A Nhã sẽ phải bồi thường 10 triệu, đến lúc đó cô ta không có tiền đền thì không chỉ là vấn đề tiền bạc mà rất có thể còn phải ngồi tù. Lúc cô ta cầu xin Thái 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 độ rất thành khẩn, nhưng không ngờ khi đã giải quyết xong lại lật mặt nhanh như vậy, còn không thèm nghe điện thoại, đến một câu giải thích cũng không có. Thái Thái gọi điện cho một chị đại gia. Alo, chị Tôn, em là Thái Thái, mấy hôm nữa em có tham gia cuộc thi tuyển chọn của tỉnh Hán Đông, nhưng A Nhã cũng đăng ký thi ở tỉnh Hán Đông cùng em. Cái gì, chị tài trợ cho A Nhã rồi. Tại sao vậy? Em đã làm sai chỗ nào sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.